Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 114. Chỉ 3 canh giờ ngắn ngủi, trên quảng trường rộng lớn ở núi Chiến Cổ đã chật kín các yêu. Lâu lắm rồi dãy núi Vạn Yêu không có yêu quái khiêu chiến yêu vương. Trận khiêu chiến này của Dương Bách Xuyên giống như một làn nước nện vào một tảng đá lớn, khiến dãy núi Vạn Yêu như vũng nước đọng trở nên sục sôi. Đa số yêu tộc mang thái độ hóng chuyện. Từng yêu vương cười sang sảng lên sân khấu, công khai hoặc bí mật xuất hiện trên quảng trường rộng lớn ở núi Chiến Cổ. Hùng Bất Nhị đảm nhiệm vai trò phiên dịch, giới thiệu cho Dương Bách Xuyên tất cả các yêu vương và tiểu yêu vương có mặt. Nhờ có Hùng Bất Nhị giảng giải mà Dương Bách Xuyên được mở mang thêm kiến thức. Dãy núi Vạn Yêu tức là có vạn tộc yêu, nhưng trên thực tế, theo dòng chảy thời gian, đến nay trong dãy núi Vạn Yêu chỉ còn chưa đầy 1.000 tộc. 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương, nghe thì rất nhiều đấy nhưng thật ra chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong quần thể yêu tộc. Sói cầy hổ báo, rắn chuột kiến sâu, cỏ cây đá núi, muôn vật muôn loài, loài bay trên trời, loài bơi trong nước, loài sống trong bùn đất, gì cái gì cũng có. Thường thì một tộc đàn lớn được chia thành mười mấy chi yêu tộc, tính ra thì thật sự không nhiều. Các yêu vương ở đây đều hữu ý vô tình bộc lộ thái độ thù địch với hắn. Trước khi H.O. yêu vương đến, Dương Bách Xuyên cảm nhận được mình bị 7-80 linh thức quét qua. Nhưng hắn không để ý, đã dám khiêu chiến thì sợ gì đắc tội bao nhiêu yêu tộc. Qua 2 canh giờ nữa, rốt cuộc H.O. yêu vương cũng đến. Dương Bách Xuyên đứng trên lôi đài dưới kỳ lân. Hùng Bất Nhị nói nhỏ bên tai Dương Bách Xuyên, Dương đại ca, H.O. yêu vương tới rồi. Dương Bách Xuyên đang nhắm mắt, nghe vậy hắn liền mở mắt ra. Trên bầu trời, một bầy quan đen dập trời bay tới, dẫn đầu là một con quạ đen dài hơn 3 mét, không cần hỏi cũng biết đó là H.O. yêu vương. Quả quả! Tiếng quả kêu dừng lại khiến lòng người bức bối, mang theo yêu khí cường đại ập thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên híp mắt lại, nét mặt không chút dao động cảm xúc nhưng khóe môi bất giác nở nụ cười. Hắn biết đây là H.O. yêu vương ra oai phủ đầu hắn, nhưng... thế thì sao nào? Từ khí thế có thể đoán được H.O. yêu vương còn kém hơn Thanh Ngưu, yêu thú cấp bậc này có gì mà hắn phải sợ. Dương Bách Xuyên kệ cho H.O. yêu vương từ trên bầu trời xà xuống, lao thẳng về phía mình. Chẳng thèm nháy mắt. Hắn thầm cười khẩy trong lòng, có chút khí thế ấy mà cũng muốn dọa ta. Còn kém lắm. Quả thật H.O. yêu vương ngùn ngụt lửa giận muốn ra oai phủ đầu Dương Bách Xuyên. Hắn ta đến núi Chiến Cổ là để gặp kẻ khiêu chiến mình dưới trống trận. Theo tin tức thuộc hạ báo lại, thì kẻ khiêu chiến hắn ta chính là quán chủ yêu y quán, cũng là tiểu yêu đã khiến tộc quả đen bọn họ mất hết thể diện. Thật sự là hắn ta cực kỳ tức giận, H.O. yêu vương mình đây bị một tên tiểu yêu coi thường từ bao giờ thế. Khi H.O. yêu vương mang theo yêu khí cường đại đáp xuống, hắn phát hiện thấy sắc mặt đối phương không thay đổi chút nào. Hơn nữa, trong đôi mắt đối phương còn chất chứa ý cười nghiền ngẫm, điều này khiến H.O. yêu vương sửng sốt trong lòng. Một là tên tiểu yêu này không biết sống chết, hai là đối phương có gì đó làm chỗ dựa. Sau một hồi suy xét, H.O. yêu vương cho rằng khả năng thứ hai khả thi hơn. Bởi vì căn cứ vào báo cáo của thuộc hạ, thì tên tiểu yêu này là quán chủ của yêu y quán, chỉ trong một năm ngắn ngủi đối phương đã tích lũy được uy tín rất cao. Bên cạnh có thiếu chủ của tộc gấu đen một trong 72 đại yêu. Tiểu yêu có thể khiến cho thiếu chủ tộc gấu đen đi theo bên cạnh chắc chắn không phải kẻ ngu hay kẻ điên. Đối phương còn dám khiêu chiến H.O. yêu vương này, hiển nhiên là có gì đó làm chỗ dựa. Vì vậy, khi còn cách Dương Bách Xuyên 3 mét, H.O. yêu vương giữ vững cơ thể, hóa thành một người trung niên đen nhẻm gầy gò. Hắn ta nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên với vẻ mặt u ám, chậm rãi cất lời, tiểu yêu phương nào khiêu chiến bản vương, tự báo tên đi. Dương Bách Xuyên biết là H.O. yêu vương cố ý, nhưng hắn không để bụng. Hắn nhếch miệng cười, tại hạ là Dương Bách Xuyên tộc Linh Dương. Quán chủ của yêu y quán Vân Môn ở thành Vạn Yêu. Hôm nay tại hạ khiêu chiến tiểu yêu vương tộc quả đen, chẳng hay vị đại vương mặt đen này là ai trong tộc quả đen. Dương Bách Xuyên nói đến đây thì dừng. H.O. yêu vương cố ý, vậy hắn cố ý nói như vậy cũng được đúng không? H.O. yêu vương bị Dương Bách Xuyên chọc giận trước mặt ngàn vạn yêu tộc, nhưng lúc nãy hắn cố ý hỏi Dương Bách Xuyên, bây giờ Dương Bách Xuyên trả lời như vậy hình như chẳng có gì sai cả. Hắn ta thật sự không biết mình có nên nổi giận hay không. H.O. yêu vương nhìn chúng yêu xung quanh, cuối cùng hít sâu một hơi, nén giận,
hắn ta biết mình đấu khẩu với tên tiểu yêu trước mặt sẽ không chiếm được lợi thế, ngược lại còn khiến các yêu vương khác chê cười. Hắn ta cười gằn đáp, bản vương là Hắc Ô yêu vương, đối tượng mà tên tiểu yêu nhà ngươi khiêu chiến. Dương Bách Xuyên giả vờ kinh ngạc, ồ, thì ra ngươi chính là vương của tộc Quạ Đen, mặt đen quá, suýt thì ta không nhận ra, thất lễ quá, ngươi đã tới rồi thì chúng ta bắt đầu thôi, ta biết quy tắc rồi, nếu ta thắng ngươi thì cả ngươi lẫn tộc Quạ Đen phải thần phục ta. Ngươi, ăn nói ngông cuồng, thật to gan, Hắc Ô yêu vương bị Dương Bách Xuyên dắt mũi, nhìn dáng vẻ nói chuyện của Dương Bách Xuyên đi, chính là kiểu ta vội lắm, ngươi đừng có lề mề nữa. Càng đáng ghét hơn là tên tiểu yêu này chỉ nói đến thắng, không nói thua thì thế nào, hoàn toàn là dáng vẻ không coi Hắc Ô yêu vương này ra gì, thật sự là chọc yêu tức chết mà. Đúng là Dương Bách Xuyên cố ý, bởi vì Hắc Ô yêu vương vừa đến đã muốn ra oai phủ đầu hắn, tức là muốn làm màu khoe mẽ. Vì vậy hắn sử dụng tuyệt kỹ nhà Mộ Dung, ăn miếng trả miếng, chọc tức đối phương, như vậy là dễ dắt mũi nhất. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm cơ hội và tìm sơ hở, tung ra một kích áp đảo đối phương. Hi hi, xưa nay tiểu yêu ta luôn to gan mà. Tên họ Dương nào đó cười hi hi. Yêu tộc xung quanh cũng không nhịn được bật cười. Nộp mạng đi, Hắc Ô yêu vương bị chọc giận triệt để, giận dữ gầm lên một tiếng rồi xông về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, tứ đại yêu tôn trong tầng mây trên núi chiến cổ là Độc Nhãn Giao Long Vương, Khổng Tước Vương, Song Đầu Thủy Xà Vương và Huyết Sư Vương đều đang quan sát trận đấu. Thấy Hắc Ô yêu vương bị Dương Bách Xuyên chọc giận, bốn yêu tôn đều thầm lắc đầu. Chỉ với tâm cảnh này của Hắc Ô yêu vương, hắn ta đã rơi vào thế yếu rồi. Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương và Song Đầu Thủy yêu vương đều lắc đầu đánh giá Hắc Ô yêu vương. Chỉ có Khổng Tước Vương nở nụ cười khi nghe thấy câu nói của Dương Bách Xuyên. Chấm. Bất nhị, các ngươi xuống hết đi. Thấy Hắc Ô yêu vương xông tới, Dương Bách Xuyên trên lôi đài bảo Hùng Bất Nhị ở bên cạnh và mấy người tử hoàng đi xuống. Sau đó, kiếm đầu long trong tay hắn lóe lên, thình lình chém một phát vào Hắc Ô yêu vương. Bát hoang quy nhất. Một kiếm chém ra, bốn ngôi sao kiếm khí hắc liên trên kiếm đầu long biến thành tám rồi lại lập tức hợp lại làm một. Một kiếm vung ra, kiếm khí màu bạc lấp lánh lóe lên rồi biến mất. Thoạt nhìn tên họ Dương nào đó chỉ có tu vi độ kiếp sơ kỳ, thậm chí còn chưa vượt qua đại thiên kiếp, nhưng thực lực chân chính đã vượt trên tu sĩ hoặc yêu tu cùng cấp. Chân khí trong cơ thể sau khi nén lại đã đạt tới một tầm cao mới. Trong một năm nay, tuy Dương Bách Xuyên khám bệnh cho yêu quái nhưng không hề bỏ bê tu luyện. Hơn nữa, qua một năm khám bệnh, hắn ngày càng am hiểu kiến thức trong thần ma y điển và áp dụng thuần thục. Thần ma y điển cũng là y đạo, là đại đạo, chữa bệnh cứu yêu cũng là một phần để nâng cao thực lực. Dương Bách Xuyên vung kiếm không hề nương tay, ngay từ đầu hắn đã không để Hắc Ô yêu vương vào mắt. Thật ra hắn biết kẻ có thể trở thành yêu vương một phương đều không phải hạng đơn giản, cho nên hắn không dám lơ là. Ngược lại, Hắc Ô yêu vương đã bị hắn chọc giận. Điều này càng khiến hắn có thêm tự tin. Sau khi Dương Bách Xuyên chém ra một kiếm, tay trái lóe lên ánh sáng màu xanh thẫm, pháp trượng vạn linh xuất hiện. Hắn thôi động pháp trượng vạn linh không chút do dự. Pháp trượng vạn linh của thánh địa vạn linh chuyên dùng để khống chế yêu thú, lúc này Dương Bách Xuyên cầm nó đối phó với yêu tu thì chỉ có lợi không có hại. Hắc Ô Nha Vương bị Dương Bách Xuyên chọc giận nên đầu óc không nghĩ được nhiều. Hắn vung một trường đánh tới, bàn tay hóa thành móng vuốt của bản thể Quạ Đen, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào Dương Bách Xuyên. Nhưng một giây sau, Hắc Ô yêu vương trông thấy trong tay Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng lạnh, một thanh kiếm chém về phía hắn ta. Kiếm khí mạnh mẽ khiến Hắc Ô yêu vương cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn ta không quan tâm cho lắm. Dù sao trong mắt hắn ta, Dương Bách Xuyên cũng chỉ là một tiểu yêu mà thôi, cảnh giới tu vi của hai người cách nhau hẳn một cấp bậc. Hắn ta lạnh lùng hừ mũi, điều động yêu lực dồn vào móng vuốt đen nhánh sắc bén, tiếp tục chộp tới. Quả! Hai bên đụng độ, Hắc Ô yêu vương kêu lên thảm thiết. Máu văng tung tóe giữa không trung, đồng thời một cái chân đen nhánh rơi xuống đất. Một chân của Hắc Ô yêu vương bị Dương Bách Xuyên chém rơi xuống đất. Trong tiếng kêu thảm thiết, Hắc Ô yêu vương biết là mình đã chủ quan, không ngờ uy thế một nhát kiếm của Dương Bách Xuyên lại mạnh đến vậy, nằm ngoài tưởng tượng của hắn ta. Lúc này, mặt Hắc Ô yêu vương biến sắc, hắn ta bất giác lùi về sau. Nhưng ngay sau đó, từng đợt tiếng chuông chấn động linh hồn vang lên. Reng reng reng.
Tiếng chuông nối liền không dứt, mỗi tiếng chuông vang lên là yêu hồn của Hắc Ô Yêu Vương lại bị mê hoặc một phần. Hắn ta cảm thấy trời u đất ám, biết là không ổn. Hắn ta muốn chạy nhưng lại có một luồng ánh sáng màu xanh thẫm ập tới, tiếp đó Hắc Ô Yêu Vương chỉ cảm nhận được một nguồn lực khổng lồ tập kích mình. Ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một giây sau, tiếng chuông ngừng, ánh sáng màu xanh thẫm cũng tan biến, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Giọng nói hờ hững của Tiểu Yêu vang lên bên tai, "Tiểu Yêu Vương, Hắc Ô Yêu Vương, ngươi thua rồi." Lúc này, Hắc Ô Yêu Vương mới nhận ra thanh kiếm trong tay Tiểu Yêu đã gác lên cổ mình. Mà điều khiến hắn ta tức hộc máu là một chân của đối phương đang dẫm lên người hắn ta. Cả quảng trường xôn xao, rất nhiều yêu quái còn chưa nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra mà Hắc Ô Yêu Vương đã bị Dương Bách Xuyên áp đảo hoàn toàn rồi. Thật ra, rất nhiều yêu quái có mặt ở đây cũng không nhìn rõ, Dương Bách Xuyên đánh thắng Hắc Ô Yêu Vương như thế nào, chỉ thấy Dương Bách Xuyên xuất kiếm, tay kia thì lấy ra một cây pháp trượng bạo phát ra sương mù màu xanh lục, đánh về phía Hắc Ô Yêu Vương. Cũng chính sương mù màu xanh lục tản ra từ cây pháp trượng làm cho bọn họ chỉ nhìn thấy Dương Bách Xuyên vọt tới, sương mù tản đi thì đã trông thấy Hắc Ô Yêu Vương đang nằm trên mặt đất, bị Dương Bách Xuyên giẫm một chân lên ngực, mũi kiếm nhắm ngay cổ họng, Hắc Ô Yêu Vương thua. Mặc dù mọi người không nhìn rõ nhưng kết quả đã rõ, Hắc Ô Yêu Vương bị Dương Bách Xuyên đè bẹp, hoàn toàn bị đánh bại. Đương nhiên, cũng có những đại yêu nhìn thấy xuyên suốt toàn bộ quá trình, nhìn được rõ hay không cũng liên quan tới cấp bậc tu vi, ví dụ như tứ đại yêu tôn đang ẩn mình trong tầng mây có thể nhìn rõ Dương Bách Xuyên đã đè ép Hắc Ô Yêu Vương như thế nào. Tu vi của tứ đại yêu tôn đều là tôn vương đại viên mãn, chỉ kém thiên yêu một bậc. Tất nhiên có thể nhìn rõ trận chiến của Dương Bách Xuyên và Hắc Ô Yêu Vương. Sau khi cuộc chiến kết thúc, cả tứ đại yêu tôn đều khiếp sợ, bọn họ không ngờ tiểu yêu Dương Bách Xuyên có thực lực kém xa Hắc Ô Yêu Vương, vậy mà hắn ta lại có thể dễ dàng đánh thắng đối phương như vậy. Khiếp sợ hơn là sau khi Dương Bách Xuyên lấy ra kiếm đồ long và vạn linh pháp trượng, cả tứ đại yêu tôn cùng nheo mắt lại. Sao tên tiểu tử này lại có pháp khí? Huyết Sư Vương lên tiếng. Mà độc nhãn giao long trực tiếp tản ra yêu khí ngập trời, hắn ta vô cùng tức giận, dáng vẻ như muốn lao xuống giết chết Dương Bách Xuyên. Nhưng lại bị Khổng Tước Vương cản lại, đừng kích động, cứ xem thế nào đã. Đúng thế, tên tiểu yêu kia có chút thú vị, độc nhãn long, người cũng khoan hắn kết luận, trong tay cầm pháp khí của nhân tộc cũng chưa chắc là có liên quan tới nhân tộc, một tiểu yêu mà lại có thể chèn ép được tiểu yêu vương, thú vị, xem tiếp rồi hành động cũng không muộn. Thủy Yêu Vương hai đầu nói, yêu tộc chúng ta đánh nhau chưa bao giờ dùng pháp khí, bởi vì bản thể có thể ví như pháp khí, tên tiểu yêu này lấy ra một lúc hai món pháp khí của nhân tộc, hơn nữa lại còn rất mạnh, nhất định hắn ta có liên quan tới nhân tộc. Độc nhãn giao long trầm giọng nói, nhưng bị Khổng Tước Vương ngăn cản nên cũng dừng lại. Có lẽ là nhặt được, hoặc là pháp khí được sư phụ ban cho cũng không chừng, thật ra yêu tộc có pháp khí nhân tộc cũng không ít. Độc nhãn long, có phải ngươi đang quá nhạy cảm không? Huyết Sư Vương nói. Ba bọn họ đều biết độc nhãn giao long nhạy cảm với nhân loại là bởi vì một mắt của hắn ta bị mù. Thực tế, yêu tộc bọn họ bị nhốt trong Thái Hoang này cũng có liên quan với nhân tộc. Thái Hoang là khởi nguồn của yêu giới, một bộ phận trên yêu giới đã rơi vào tu chân giới, có thể nói toàn bộ Thái Hoang này đều là địa bàn của yêu tộc, thế nên nhân tộc rất đề phòng Thái Hoang. Cửu đại thánh địa của tu chân giới luyện chế ra 9 tấm bia khảo nghiệm, thật ra là đang phong ấn Thái Hoang. Mục đích phong ấn để yêu tộc trong Thái Hoang không thể ra ngoài, toàn bộ trong ngoài Thái Hoang, nói là to lớn vô biên nhưng thật ra vẫn có giới hạn, người khác không biết nhưng tứ đại yêu tôn, hậu duệ yêu tộc có truyền thừa đương nhiên sẽ biết những bí mật này. Trong ngoài Thái Hoang được xưng là rộng lớn 9.000 vạn dặm, có vô số đệ tử yêu tộc. Nghe đồn nhân tộc lo sợ vô số yêu tộc này ra khỏi Thái Hoang sẽ gây hại cho tu chân giới. Thế nên các tiền bối đời trước của cửu đại thánh địa đã bắt hay luyện chế ra 9 tấm bia khảo nghiệm, sự thật thì đó chính là 9 phong ấn, dùng để phong ấn, trông chừng không cho yêu tộc ở Thái Hoang ra ngoài. Cũng cho đệ tử nhân tộc một nơi để rèn luyện, đây mới là điểm mấu chốt. Hạn chế của nhân tộc và yêu tộc ở Thái Hoang là, trừ khi đệ tử nhân tộc vào Thái Hoang rèn luyện, có yêu tộc ở Thái Hoang bằng lòng nhận tu sĩ nhân tộc làm chủ thì mới được theo ra khỏi Thái Hoang, nếu không thì chỉ có thể tu luyện tới cấp bậc thiên yêu thì mới ra được. Độc nhãn giao long bị mù một mắt là bởi vì muốn xông ra ngoài, tới ngoài tu chân giới,
bị cường giả nhân tộc trấn thủ ở bia khảo nghiệm, hoặc là nói đúng hơn là bia phong ấn làm mù, cho nên độc nhãn giao long cực kỳ hận nhân tộc, cũng rất nhạy cảm với đồ vật của bọn họ. Vạn trăm trước, mắt hắn bị một pháp khí rất mạnh của cường giả nhân tộc làm mù, thấy trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện pháp khí cường đại, độc nhãn giao long không khỏi tức giận. Yêu tộc ở Thái Hoang đều rất căm ghét nhân tộc, bởi vì bọn họ giới hạn phong ấn, chưa tới cấp bậc thiên yêu thì không thể ra khỏi Thái Hoang, bởi vậy rất nhiều yêu tu, ở một thế giới không đầy đủ phép tắc này đều bị kẹt ở bình cảnh, rất khó ngộ đạo. Đó là lý do tại sao sự sống bị giới hạn. Bởi vậy tứ đại yêu tôn bọn họ mới tìm cách đột phá, hợp tác với thương hội của nhân tộc ở thành Vạn Yêu, hy vọng có được đan dược hay gì đó của nhân tộc, đột phá bình cảnh. Yêu tộc bọn họ ở dãy núi Vạn Yêu đều là hạng kiên cường có khí phách, không ai bằng lòng cúi đầu nhận nhân tộc làm chủ để ra khỏi Thái Hoang, chỉ có thể thông qua nỗ lực tu luyện của bản thân, đợi một ngày đạt tới thiên yêu thì sẽ ra ngoài. Đáng tiếc là rất khó. Thái Hoang trải qua một thời đại, chỉ có bên trong nội thành Thái Hoang mới tồn tại thiên yêu, bọn có thể vào trong nội vực nhưng lại không đi. Bởi vì bên trong nội vực là một thế giới còn tàn khốc hơn, rất nhiều nhân tộc có thực lực mạnh, ví dụ như những tán tiên trốn vào nội vực Thái Hoang để né tránh thiên kiếp, người ở nơi đó đều là cường giả, cho dù là yêu tộc đạt tới thiên yêu thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ, so sánh với Thái Hoang, nhân tộc là toàn bộ tu chân giới. Vậy nên những tiểu yêu như bọn họ ở bên ngoài, không dám đi vào trong nội vực, con đường duy nhất để ra ngoài chính là tu luyện tới thiên yêu. So với những cường giả nhân tộc trong nội vực hay là yêu tộc thiên yêu, đám tôn vương đại viên mãn như bọn họ chỉ là tiểu yêu mà thôi. Chấm. Dương Bách Xuyên không biết, hai pháp khí nhân tộc xuất hiện trong tay của mình đã khiến cho độc nhãn giao long đang âm thầm quan sát ở trên không nổi lên sát ý. Lúc này, Dương Bách Xuyên dẫm một chân lên hắc ô yêu vương, kiếm kề sát cổ, hắn cười nói, ngươi thua rồi, khiến cho toàn thân yêu vương hắc ô run rẩy. Một lúc sau, hắn ta mới lên tiếng, ta, thần phục. Hắc ô yêu vương vừa dứt lời, chống chiến kêu vang, ánh sáng lập tức lóe lên, cái trên của yêu vương hắc ô đã biến mất trên mặt trống, thay vào đó là ba chữ, Dương Bách Xuyên. Ngay khoảnh khắc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được một luồng sức mạnh từ chống chiến chui vào trong cơ thể hắn, sau đó, chân khí của hắn đột nhiên tăng mạnh, ầm một tiếng, chân khí vốn đang ở trạng thái cao nhất của sương mù, rất nhanh đã hóa thành một giọt chất lỏng. Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết, hắn không ngờ sau khi đánh bại Hắc Ô Yêu Vương, chống trận lại truyền đến một cỗ năng lượng cực lớn làm cho chân khí sương mù của hắn nén lại, hóa thành chân khí trạng thái lỏng, đạt tới lần nén thứ hai mà lão đầu nói. Chân khí hóa lỏng, chắc chắn thực lực của hắn sẽ tăng lên, mặc dù cảnh giới hiện tại vẫn ở độ kiếp sơ kỳ, nhưng thực lực tăng lên là hàng thật giá thật. Dương Bách Xuyên biết tất cả là vì hắn đang ở trong Thái Hoang, cũng chưa độ qua đại thiên kiếp, hắn tin nếu mình vượt qua thiên kiếp, cảnh giới của hắn sẽ tăng vọt. Tên trên chống chiến thay đổi biểu thị hắn khiêu chiến thành công, thay thế Hắc Ô Yêu Vương. Vô tình còn có được sức mạnh từ chống chiến. Điều này khiến Dương Bách Xuyên chấn động. Chống trận tuyệt đối không đơn giản. Đứng dậy đi, sau này theo ta đi yêu y quán, có chuyện sẽ giao cho ngươi. Dương Bách Xuyên thu kiếm đồ long rồi thản nhiên nói với Hắc Ô Yêu Vương. Mặc dù Hắc Ô Yêu Vương không can tâm, thậm chí hắn còn chưa thi triển bản lĩnh thì đã bị Dương Bách Xuyên đánh bại, nhưng hắn cũng cảm nhận được thực lực của tiểu yêu trước mặt này có thể nghiền nát hắn 100 lần, vậy nên mới bỏ đi ý nghĩ chống lại. Khi nói ra câu thần phục, hắn đã hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Rõ, tuân lệnh đại vương. Hắc Ô Yêu Vương đứng dậy chắp tay hành lễ. Lúc này, tiếng hoan hô của đám hùng bất nhị vang lên, chúc mừng Dương Bách Xuyên khiêu chiến thành công, một số yêu quái được Dương Bách Xuyên chữa bệnh cũng bắt đầu gieo hò. Có yêu vui thì cũng có yêu buồn. Buồn là những tiểu yêu vương khác, nếu như Dương Bách Xuyên đã đè ép được Hắc Ô Yêu Vương thì cũng có thể đánh thắng được bọn họ. Trong số đó, lo lắng nhất chính là tiểu yêu vương của tộc Linh Miêu, bởi vì Linh Miêu vương biết, trước kia thuộc hạ của hắn đã tới yêu y quán, đắc tội với chủ quản, lúc này hắn rất sợ người bị khiêu chiến sẽ là mình. Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới. Lúc này, Dương Bách Xuyên lại vung tay đánh đống, cái tên trên chống chiến chính là Linh Miêu vương. Tùng tùng tùng, chín nhịp gõ, bắt đầu khiêu chiến. Tại hạ bất tài, xin được khiêu chiến với Linh Miêu vương. Mong Linh Miêu vương chỉ giáo. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nhìn về phía tộc Linh Miêu, ánh mắt hắn nhìn thẳng về người thanh niên có tai mèo,
Hùng Bất Nhị đã xác nhận, người này chính là Linh Miêu Vương, một trong 108 tiểu yêu vương. Sở dĩ, Dương Bách Xuyên liên tiếp khiêu chiến là bởi vì hắn muốn có được lợi lộc do chống chiến ban tặng, thế nên mới muốn khiêu chiến mấy người, dù sao thì với hắn cũng không có hại. Đối phó với những tiểu yêu vương này không hề tốn sức. Linh Miêu Vương run rẩy, nhưng trước mặt của tất cả mọi người, hắn không thể không ứng chiến. Thân là tiểu yêu vương, mặt mũi vẫn rất quan trọng. Chống trận khiêu chiến, phép tắc này đã ngấm sâu vào linh hồn, từ xưa đã là như vậy, trốn chiến vang thì nhất định phải ứng chiến. Nhưng trong lòng Linh Miêu Vương lại không muốn chút nào, nhìn thấy Hắc Ô Yêu Vương bị đánh bại dễ như trở bàn tay, Linh Miêu Vương biết mình cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người, Linh Miêu Vương không có lựa chọn khác, hắn đã rút kinh nghiệm từ người của Hắc Ô Yêu Vương, Linh Miêu Vương trực tiếp hóa thành bản thể nhảy lên lôi đài. Bản thể của yêu tộc mới cường đại, Linh Miêu Vương không hy vọng mình giống Hắc Ô Yêu Vương, còn chưa kịp hóa bản thể đã bị Dương Bách Xuyên dẫm dưới đất, cho dù thua thì hắn vẫn cần mặt mũi, hoặc nói đúng ra là đỡ được mấy chiêu thì cũng đẹp mắt hơn mà, đúng không? Dương Bách Xuyên nhíp mắt nhìn Linh Miêu Vương nhào tới. Hắn cũng không quan tâm tới Linh Miêu Vương hóa bản thể. Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, hơi thở của Linh Miêu Vương không chênh lệch nhiều với Hắc Ô Yêu Vương, bọn họ đều nằm trong phạm vi có thể áp chế. Cho dù là hóa bản thể thì cũng không có gì khác biệt. Sức mạnh mới là căn bản. Trong cơ thể Dương Bách Xuyên có sức mạnh dồi dào của tử phủ, cộng thêm vừa rồi chân khí mới chuyển từ sương mù sang dạng lỏng, lần này sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều. Hắn có sức mạnh tuyệt đối, chắc chắn sẽ áp được Linh Miêu Vương. Meo. Linh Miêu Vương thét một tiếng chói tai rồi nhảy lên, cơ thể hắn đón lấy gió, từ kích thước một con mèo bình thường lập tức to lớn như mãnh hổ, tiếng rít gào mang theo yêu khí cường đại, Linh Miêu Vương giơ hai móng vuốt sắc bén, nhe răng nanh nhọn hoắt nhào về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Linh Miêu Vương lao tới mình với yêu khí cường đại, cảnh tượng này có chút quỷ dị. Bởi vì hắn cảm nhận được phạm vi yêu khí của Linh Miêu Vương rất lớn, điều này không bình thường. Lúc này, Dương Bách Xuyên dùng tới càn khôn nhãn, quả nhiên phát hiện có mờ ám. Hắn nhìn thấy bản thể của Linh Miêu Vương đang nhào tới, mắt thường không thể nhìn thấy được nhưng khi dùng tới càn khôn nhãn, hắn phát hiện có thêm một Linh Yêu Vương khác cũng đang lao đến, một trái một phải. Đây là, thuật phân thân hay là ẩn thân? Dương Bách Xuyên giật mình. Nếu không phải hắn cảm nhận có gì đó không đúng, cũng không dùng càn khôn nhãn thì sợ là lần giao chiến này hắn sẽ chịu thiệt. Không ngờ Linh Miêu Vương còn có chiêu thức này. Có lẽ là thiên phú thần thông. Lúc trước, chắc Hắc Ô Yêu Vương cũng có thiên phú nhưng bởi vì hắn ta quá kinh thường đối thủ, bản thể cũng chưa xuất hiện, nếu không thì sợ là một chiêu cũng không thắng được. Hiện tại, Linh Miêu Vương lấy đó làm gương, vừa xông lên đã dùng tới thiên phú thần thông, quả đúng là dốc hết toàn lực. Trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thán, may mà hắn có càn khôn nhãn, nhìn thấu thần thông của Linh Miêu Vương, hắn thầm nhủ, lần này, người phải thua thiệt rồi. Khóe miệng khẽ nhếch, Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu xa, hắn giả bộ không phát hiện ra ẩn thân biến hóa khôn lường của Linh Miêu Vương, ánh mắt chỉ nhìn vào bản thể mà mắt thường có thể thấy được. Ngay khi Linh Miêu Vương sắp tới gần, Dương Bách Xuyên nhấc kiếm lên chém về phía bản thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường của Linh Miêu Vương. Nhưng cuối cùng hắn lại chết kiếm, đâm về hướng mà càn khôn nhãn nhìn được. Dương Bách Xuyên nghĩ, Linh Miêu Vương đang ẩn thân mới là bản thể thật, còn thứ mà hắn nhìn thấy được bằng mắt thường chỉ là thuật mê hoặc mà thôi. Khi mũi kiếm thay đổi chém lên người Linh Miêu Vương đang ẩn thân, hắn ta bị dọa gần chết, muốn tránh né là điều không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên bổ kiếm xuống cơ thể mình. Linh Miêu không thể hiểu nổi. Vì sao Dương Bách Xuyên lại phát hiện ra thiên phú thần thông của hắn? Đây chính là chiêu thức bản mệnh đặc biệt của hắn, từ trước tới nay chưa bao giờ tùy tiện sử dụng, yêu quái từng thấy được chiêu này của hắn đều đã chết rồi. Đối mặt với Dương Bách Xuyên, Linh Miêu Vương không dám sơ ý, hắn trực tiếp sử dụng thần thông, thiên phú phân thân tàng hình. Khi Dương Bách Xuyên rút kiếm chém về phía bản thể giả của hắn, trong lòng Linh Miêu Vương cực kỳ vui vẻ, chỉ cần theo kế hoạch. Tới lúc đó Linh Miêu Vương sẽ cho Dương Bách Xuyên một kích chí mạng, ai ngờ trong thời điểm then chốt, Dương Bách Xuyên lại đột thay đổi thế kiếm, đâm thẳng vào bản thể chân chính của hắn. Lần này có muốn trốn hay đánh trả cũng hoàn toàn không có năng lực. Hắn trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên bổ kiếm xuống bản thể của mình. Meo! Linh Miêu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết.
máu tươi văng khắp nơi. Đúng lúc này, tất cả mọi người đang xem kiêu chiến đều mang gương mặt mờ mịt. Bọn họ chỉ nhìn thấy, vốn dĩ Dương Bách Xuyên đang giao chiến với Linh Miêu Vương, nhưng ở thời điểm mấu chốt, mũi kiếm của Dương Bách Xuyên lại thay đổi phương hướng chém về phía không khí ở bên trái, căn bản không để ý tới Linh Miêu Vương giả đang tấn công. Mọi người thấy Dương Bách Xuyên bỏ qua Linh Miêu Vương mà chém xuống đám không khí bên cạnh, còn hai vuốt của Linh Miêu Vương lại đang chộp lên người Dương Bách Xuyên. Lúc này, bọn họ đều nghĩ đầu óc Dương Bách Xuyên có bệnh phải không? Đang giao chiến chính diện êm đẹp, thời điểm quan trọng lại chém lệch hướng. Hơn nữa còn bị hai chân trước của Linh Miêu Vương đánh trúng. Lẽ nào, lúc trước Dương Bách Xuyên đánh thắng Hắc Ô Yêu Vương chỉ dựa vào may mắn? Mà trên đỉnh đầu, ngay cả tứ đại yêu tôn đang âm thầm xem cuộc chiến cũng ngây cả người. Huyết Sư Vương không nhịn được nói, đầu óc tiểu tử này uống nước rồi phải không? Xạ Yêu hai đầu lên tiếng, ngươi không nhìn kỹ mà xem, người thiệt không phải tiểu yêu y mà là Linh Miêu Vương, ha ha, xem ra tên tiểu yêu này đúng là không hề đơn giản. Xạ Yêu hai đầu thuận miệng, lấy cho Dương Bách Xuyên cái tên tiểu yêu y. Độc Nhãn Giao Long nhíu mày, hắn và Huyết Sư Vương có cùng một suy nghĩ. Không hiểu Dương Bách Xuyên đang làm gì. Nhưng khi nghe Xạ Yêu hai đầu nói, bọn họ mới biết, nhát chém kia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, Xạ Yêu, ngươi nhìn ra được gì? Xạ Yêu là cơ thể lưỡng tính có hai đầu, cũng chính là thủy yêu biến dị, hai đầu rắn có thiên phú đặc biệt, Độc Nhãn Giao Long biết rõ điều này nên mới hỏi hắn đã nhìn thấy điều gì. Đầu rắn nữ cười gian trá nói, mặc dù bản tôn không nhìn thấy được gì, nhưng có thể cảm nhận được từ thay đổi trong không khí. Bản thể của Linh Miêu Vương kia là giả, nhưng bên cạnh hắn ta lại có yêu lực cường đại đang dao động, thế nên nhát chém của tiểu yêu y kia hẳn là đã đâm cho Linh Miêu Vương một đòn nghiêm trọng, có đúng không Khổng Tước muội? Vừa nói, Xạ Yêu vừa nhìn về phía Khổng Tước Vương, vừa rồi có lẽ Linh Miêu Vương thi triển thiên phú thần thông, bản thể mắt thường trông thấy chỉ là giả, bản thể thật ở bên trái của hắn ta, không ngờ tên tiểu yêu y kia lại nhìn rõ được thiên phú thần thông của Linh Miêu Vương, quả thật là không đơn giản. Sau khi Khổng Tước biến hình, mặc quần áo sặc sỡ rồi đáp, trên mặt của nàng ta rất bình tĩnh, chỉ có hai con mắt là tràn đầy tinh anh, dứt lời, Khổng Tước Vương tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên xuyên qua đám mây. Chấm. Trên trời dưới đất, ngoại trừ Dương Bách Xuyên và tứ đại yêu tôn, gần như tất cả mọi người đều cho rằng đầu óc Dương Bách Xuyên có bệnh, chắc chắn sẽ thiệt thòi dưới tay Linh Miêu Vương. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bọn họ lại nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của Linh Miêu Vương. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy hai móng vuốt sắc nhọn của Linh Miêu Vương tấn công Dương Bách Xuyên lại không hề gây ra bất cứ thương tổn nào, ngược lại là xuyên qua cơ thể hắn. Cùng lúc này, khi Dương Bách Xuyên chém một kiếm xuống phía trái của Linh Miêu Vương kêu gào thảm thiết, vết máu cũng chảy ra. Bản thể nhào tới Dương Bách Xuyên của Linh Miêu Vương biến mất một cách quỷ dị. Lúc này, tất cả mọi người mới hiểu rõ. Hóa ra, Linh Miêu Vương mà bọn họ nhìn thấy là giả. Nơi Dương Bách Xuyên chém xuống mới đúng là bản thể chân chính của Linh Miêu Vương. Bọn họ đều hiểu, Linh Miêu Vương đã sử dụng thiên phú thần thông gì đó, thay đổi thật giả, nhưng vẫn bị Dương Bách Xuyên phát hiện, hơn nữa còn là một kiếm chém chúng. Lần này, song đời lại là Linh Miêu Vương. Dương Bách Xuyên không bị thương chút nào. Tha mạng, tiểu vương thua rồi, bằng lòng thuần phục yêu y đại vương. Ngay sau đó, máu trên cơ thể Linh Miêu Vương túa ra. Trên cổ xuất hiện vết kiếm chém kéo dài, bản thể thật đã lộ ra, hắn vội vàng nhận thua xin tha. Toàn trường xôn xao, Dương Bách Xuyên lại đánh thắng một tiểu yêu vương. Chống trận lại thay đổi, cái tên Linh Miêu Vương đã thay bằng Dương Bách Xuyên. Một luồng sức mạnh từ trong chống trận lại chui vào trong cơ thể Dương Bách Xuyên, chân khí hóa lỏng tăng lên, mặc dù không thay đổi nhiều như lần đầu tiên nhưng dù sao thì vẫn là tăng. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như tiếp tục với tốc độ này, đợi khi hắn khiêu chiến xong 108 tiểu yêu vương, chân khí hóa lỏng trong tử phủ sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên chuẩn bị khiêu khiến tiểu yêu vương thứ ba, chưa kịp gõ trống khiêu chiến, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, tiểu tử thối, thu được lợi rồi thì thôi, nếu như còn tiếp tục khiêu chiến thì con đường tới cái chết không còn xa nữa đâu, trong đám mây trên đầu con chính là bốn yêu tu có thực lực rất mạnh. Lời nói của sư phụ Vân Thiên Tà khiến Dương Bách Xuyên lập tức sửng sốt, đã một thời gian rất dài lão già không ra ngoài rồi, hôm nay vừa ra đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Dương Bách Xuyên chưa từng nghi ngờ lời của lão già. Nếu lão già đã nói trên đầu hắn có một tồn tại giấy mạnh mẽ, vậy chắc chắn là có. Sau khi nghe lão già nói, Dương Bách Xuyên vô thức muốn ngẩng đầu lên xem. Thằng nhóc thối, đừng nhìn, trong lòng con biết là được. Vân Thiên Tà lại nói. Dương Bách Xuyên vội vàng dừng lại, nói, lão già, nó mạnh tới mức nào? Còn thiếu một bước là cấp bậc thiên yêu. Thực lực bây giờ của con cùng lắm chỉ có thể đối phó với yêu tu tôn vương trung cấp, còn muốn chống lại tôn vương đại viên mãn thì không có bất cứ cơ hội nào. Vân Thiên Tà nói, tôn vương đại viên mãn, trong lòng Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Còn không à, bọn họ đã xuất hiện từ lúc con khiêu chiến rồi. Vân Thiên Tà nói, xem ra chính là yêu tôn đông nam tây bắc của dãy núi Vạn Yêu. Lúc nói, quả thật Dương Bách Xuyên hơi căng thẳng. Yêu tôn Đông Nam Tây Bắc đều là tồn tại trong truyền thuyết, yêu quái mạnh mẽ nhất ở dãy núi Vạn Yêu. Nói ra thì là tồn tại cùng cấp bậc với Chuột Vương, hiện giờ tu vi của hắn đúng thật chưa chắc đối phó được. Dương Mỗ nghĩ tạm thời khiêu chiến 108 tiểu yêu vương, đây là tồn tại tôn vương sơ cấp có thể sánh ngang với tu chân giả đại thừa cảnh sơ kỳ của nhân tộc. Cấp bậc này muốn chống lại độ kiếp cảnh sơ kỳ như hắn chẳng khác nào là khiêu chiến vượt cấp, vượt một cảnh giới lớn, hắn có thể chèn ép bọn họ. Dù sao chân khí trong tử phủ của hắn đã tiến hóa hai lần, tổng hợp các loại thủ đoạn thì không có vấn đề, có thể đối phó. Giống như lão già nói, cùng lắm hắn cũng chỉ có thể đối phó với tôn vương trung cấp. Nếu như chống lại tôn vương cao cấp có thể hắn sẽ gặp nguy hiểm, còn trong lòng hắn thật sự không tự tin đối phó với tôn vương đại viên mãn. Hắn vốn định khiêu chiến 108 tiểu yêu vương một lượt, bây giờ nghe ý của lão già là tứ đại yêu tôn đang ẩn trốn trên đỉnh đầu. Sợ rằng sẽ xảy ra chuyện rắc rối, bảo hắn từ bỏ. Trong lòng hắn thật sự hơi không cam lòng, dù sao khiêu chiến thành công một tiểu yêu vương chống kỳ lân cũng có thể tăng một phần sức mạnh cho hắn. Hắn không nhịn được nói, lão già, con không khiêu chiến bốn đại yêu, bọn họ không tới mức ra tay với con chứ. Vân Thiên Tà hừ lạnh, nói thật cho con biết, phi sư đã cảm nhận được một trong số đại yêu đã phóng thích sát ý với con rồi, con có tin không? Nếu trong trận khiêu chiến sẽ có đại yêu ra tay với con, đương nhiên có thể sẽ không giết con, nhưng sau này chắc chắn sẽ giết con, nếu như vậy con còn muốn thực hiện kế hoạch của mình không? Lão già, vậy phải làm sao? Nghe lão già nói như vậy, Dương Bách Xuyên sững sờ hỏi. Còn có thể làm sao? Rút thôi, khiêu chiến các tiểu yêu vương chưa chắc cần con đích thân làm, bên cạnh con có nhiều thủ hạ yêu tộc như vậy, để bọn họ đi khiêu chiến cũng không phải không được. Như vậy không phải cũng đạt được mục đích của con à? Vân Thiên Tà tiếc rèn sắt không thành thép. Nghe lão già nói, trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức sáng tỏ. Con đường của cường giả không nhất thiết phải chiến đấu một mình, sức mạnh của đoàn đội mới là sức mạnh mạnh mẽ nhất. Từ lúc bắt đầu, kế hoạch của hắn chính là quan niệm lấy bản thân làm nòng cốt, giữ vai trò chủ đạo, làm chuyện gì hắn cũng suy nghĩ để chính bản thân làm. Còn ý của lão già là để người bên cạnh hắn làm. Dù sao đạt được mục đích chính là thành công. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cũng hiểu rồi. Quả thật chuyện hắn muốn là xây dựng một thế lực lớn mạnh mẽ như Cửu Đại Thánh Địa, thậm chí là vượt qua Cửu Đại Thánh Địa, bản thân chuyện này là cần rất nhiều người hoặc yêu để tạo thành. Tức là phải xây dựng một đoàn đội, mà hắn chính là nòng cốt. Theo ý của lão già, hắn không cần thiết chuyện gì cũng phải tự mình làm, như vậy không những sẽ thành mục tiêu lớn, bị đại yêu nhắm vào, còn khiến bản thân mệt chết. Nhưng nếu đổi cách làm thì khác rồi, bản thân không những có thể thả lỏng, mà còn thành mục tiêu nhỏ. Ví dụ hắn hoàn toàn có thể để Thanh Ngưu, Hùng Bất Nhị, Tử Hoàng đi khiêu chiến 108 tiểu yêu vương, thậm chí là 72 đại yêu vương. Đợi bọn họ khiêu chiến thành công, tiểu yêu vương bị khiêu chiến cũng sẽ thần phục, đến lúc đó trực tiếp để mấy bọn họ dẫn yêu vương thần phục đến cho hắn, còn hắn thì ban cho bọn họ nước sinh mệnh. Vậy không phải dễ dàng khống chế các yêu vương rồi à? Hơn nữa làm như vậy là cách một mũi tên trúng nhiều đích, không những bản thân được nhẹ nhõm, ẩn giấu ở phía sau để chủ tính, mà còn có thể khiến một đám tiểu đệ dưới quyền trưởng thành. Lợi ích không cần nói cũng biết. Nói cho cùng hắn cũng là nhân tộc, thống trị yêu tộc vẫn cần yêu tộc làm mới là con đường tự nhiên, sẽ không xảy ra hỗn loạn. Mặt khác, thực lực bây giờ của Thanh Ngưu cũng không tầm thường. Bản thân nó chính là long chủng Thanh Ngưu, có rất nhiều chỗ đặc biệt, lại còn từng dùng nước sinh mệnh, cho dù không hiện hóa bản thể cũng có thể chiến thắng trong chiến đấu cấp bậc cùng cảnh giới.
Đến lúc đó vạch ra kế hoạch, hắn luyện chế thêm mấy lò đan dược, chắc chắn có thể thắng. Sau khi dùng nước sinh mệnh, thực lực của Hùng Bất Nhị đã đạt đến tôn vương trung cấp. Hắn ta là huyết mạch của Hắc Hùng tộc, có yêu lực vô cùng mạnh mẽ, phần thắng khiêu chiến rất lớn, mặc kệ khiêu chiến bao nhiêu hoặc cấp cao cỡ nào, chỉ lựa chọn mấy người là được. Dù sao trong quy tắc của dãy núi Vạn Yêu yêu tộc, địa vị của tiểu yêu vương cao hơn, tôn vương trung cấp bình thường đều không dính dáng tới, không có quy định không thể khiêu chiến. Hơn nữa bây giờ Tử Hoàng là át chủ bài trong tay Dương Bách Xuyên, thực lực ở giữa tôn vương đại viên mãn và thiên yêu, chắc chắn mạnh mẽ hơn tứ đại yêu tôn. Có Tử Hoàng khiêu chiến cuối cùng, đến lúc đó tứ đại yêu tôn nhảy ra ngăn cản, Tử Hoàng ra mặt cũng có thể nghiền áp. Có khi chỉ cần thu phục một yêu tôn trong số đó, kế hoạch của Dương Bách Xuyên đã thành công được 8 phần rồi. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên lập tức quyết định không khiêu chiến tiếp nữa, mà trở về phủ và bắt đầu họp với một đám tiểu đệ dưới quyền. Để bọn họ ra mặt khiêu chiến các yêu vương, có thể thu phục bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dù sao bây giờ cuộc khiêu chiến này đã được hắn mở đầu rồi, về sau có yêu tu nhảy ra khiêu chiến cũng là bình thường. Chỉ cần có thể thu phục 1/3 yêu vương của dãy núi Vạn Yêu, thì hắn đã có thể cưỡng chế thúc đẩy kế hoạch dùng nước sinh mệnh để thu phục cả dãy núi Vạn Yêu. Chấm. Ngay lúc tất cả yêu chúng đều cho rằng Dương Bách Xuyên sắp tiếp tục khiêu chiến, Dương Bách Xuyên lại nói với Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương đã thần phục, hôm nay đến đây thôi, hai ngươi đến yêu y quán cùng ta có chuyện muốn bàn với các ngươi. Vâng, cần tuân mệnh lệnh của Đại Vương. Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương hoàn toàn bị Dương Bách Xuyên nghiền áp không còn nóng nảy, bọn họ vừa mới thần phục, còn chưa hoàn hồn từ trong dư uy của Dương Mỗ nên càng không dám nói không. Sau đó, Dương Bách Xuyên chắp tay nói với chúng yêu vây xem, rồi quay người rời đi, trở về yêu y quán một cách không hề do dự. Hiện giờ phải xử lý xong Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương trước. Trận chiến hôm nay nghiền áp một lúc hai tiểu yêu vương, danh tiếng của hắn đã truyền khắp dãy núi Vạn Yêu. Sau này yêu y quán sẽ không có yêu quái gây sự, cũng coi như là chuyện tốt. Điều quan trọng hơn là hôm nay chân khí của hắn lại nén từ sương mù, tiến cấp thành trạng thái chất lỏng, tu vi giống như bước ra một bước lớn. Hơn nữa trong lòng còn có một bí mật mạnh mẽ nhất, hoặc nói là suy đoán có liên quan tới chống kỳ lân và ấu thú kỳ lân nghé con. Tử Hoàng từng nói, chỉ có tộc kỳ lân có thể thúc giục chống trận kỳ lân, sau đó khiến vạn yêu thần phục. Mặc dù không biết khả năng này có thật không, nhưng Dương Bách Xuyên biết chống trận kỳ lân quả thật rất không tầm thường, trong lòng hắn nghĩ nhất định phải để nghé con thử sau khi thức tỉnh. Lỡ như lời Tử Hoàng nói trở thành sự thật, vậy đến lúc đó hắn sẽ là vạn yêu chi chủ danh xứng với thực. Chấm. Sau khi Dương Bách Xuyên rời đi, trong tầng mây của núi Chiến Cổ, Huyết Sư Vương liếm đầu lưỡi, vẻ mặt tiếc nuối nói, bổn tôn còn muốn thử xem thủ đoạn của tiểu yêu y này, không ngờ hắn lại không đánh nữa. Đúng là chán. Nếu như Dương Bách Xuyên nghe được câu này của Huyết Sư Vương, chắc chắn hắn sẽ cảm kích sư phụ Vân Thiên Tà, quả nhiên bị lão già nói trúng rồi. Đúng là Huyết Sư Vương đã phóng ra sát ý với hắn. Nếu Huyết Sư Vương ra tay thật, thì chắc Dương Mỗ sẽ không có quả ngọt ăn. Ánh mắt rắn hai đầu lấp lóe nói, dừng tay đúng lúc, tiểu yêu y này cũng chẳng mạnh mẽ gì, xem ra cũng chỉ có thể bắt nạt tiểu yêu vương tôn vương sơ cấp. Hắn không dám động vào một đại yêu vương nào. Tiểu yêu y cũng chỉ là tiểu yêu, nói cho cùng cấp bậc tu vi của hắn vẫn quá yếu, lúc này rời đi coi như là thông minh. Đi thôi, xem ra sẽ không xảy ra chuyện lớn gì rồi. Độc nhãn giao long nói. Thấy Dương Bách Xuyên rời đi, yêu tu xung quanh cũng lần lượt rời sân, không hề xuất hiện điềm báo gì lớn, tứ đại yêu tôn yên tâm hơn nhiều rồi. Độc nhãn giao long bay về phía đông, Huyết Sư Vương bay về phía bắc. Rắn nước hai đầu bay về phía nam. Một người cuối cùng ở trong sân vẫn chưa rời đi lại chính là Khổng Tước Vương, nàng ta không bay về xào huyệt phía tây của mình, mà biến thành một lưu quang, bay về phía trung tâm thành Vạn Yêu. Yêu y quán Vân Môn của Dương Mỗ chính là ở trung tâm thành Vạn Yêu. Sân trong yêu y quán. Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương hơi thấp thỏm đứng trước mặt Dương Bách Xuyên. Sau khi đánh thua Dương Bách Xuyên, hai tiểu yêu vương vốn vẫn còn sợ hãi mà đi theo, không nghĩ nhiều, đâu biết sau khi đến yêu y quán Vân Môn mới phát hiện yêu y quán không hề đơn giản. Thanh Ngưu, Hùng Bất Nhị, Tử Hoàng tụ tập ở bên cạnh Dương Bách Xuyên, khí thức của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, nhất là cảm giác Tử Hoàng mang lại cho Hắc Ô Yêu Vương và Linh Miêu Vương rất giống tứ đại yêu tôn, vô cùng đáng sợ.
Bọn họ là 108 tiểu yêu vương, tất nhiên đã từng gặp tứ đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu. Điều khiến hai tiểu yêu vương chấn động thực ra là ba tồn tại mạnh mẽ này lại lễ độ cung kính với Dương Bách Xuyên đánh bại bọn họ. Cho nên lúc này Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương đều nơm nớp lo sợ, đứng ở trước mặt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên dẫn hai tiểu yêu vương trở về tất nhiên là muốn hoàn toàn thu phục hai yêu vương này, thấy sự bất an trong ánh mắt của Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương, Dương Mỗ mỉm cười nói, các ngươi không cần căng thẳng, mời các ngươi đến đây không có chuyện xấu, mà là có một cơ duyên tặng cho các ngươi, coi như là quà gặp mặt sau khi các ngươi thần phục. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên lật tay, hai giọt nước sinh mệnh xuất hiện ở đầu ngón tay, vừa vung tay đã bay về phía Hắc Ô Yêu Vương và Linh Miêu Vương. Nói uống vào chắc chắn sẽ có lợi cho sự tiến hóa huyết mạch của các ngươi. Dương Bách Xuyên là mỉm cười nói chuyện, hai giọt nước bay lơ lửng trước mặt Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương, nhưng hai tiểu yêu vương lại ngơ ngác nhìn nhau. Ai biết hai giọt này là tốt hay xấu? Có lợi cho sự tiến hóa huyết mạch cái gì? Lừa quỷ à, tiến hóa huyết mạch là dễ tiến hóa như vậy sao? Trong lòng hai tiểu yêu vương bắt đầu kêu khổ. Sao vậy, một cơ duyên lớn cũng không muốn ư? Dương Mỗ híp mắt nói. Đây, Hắc Ô Yêu Vương nhìn Dương Mỗ lắp bắp nói không nên lời. Uống đi, cơ duyên lớn ở trước mắt có gì mà lề mề. Thanh Ngưu hừ lạnh. Hùng Bất Nhị hâm mộ nói, đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, có thể uống chỉ bảo tiến hóa huyết mạch của Dương Đại Ca là phúc các ngươi tu ba kiếp. Sau khi uống vào, các ngươi sẽ cảm kích Dương Đại Ca của ta cả đời. Tử Hoàng không nói chuyện. Nhưng đã phóng thích ra khí tức khóa chặt trên người Hắc Ô Yêu Vương và Linh Miêu Vương, rất có ý nếu không biết điều sẽ trở tay tiêu diệt các ngươi. Dương Bách Xuyên cười tươi, không hề ngăn cản nhóm Tử Hoàng và Thanh Ngưu uy hiếp Hắc Ô Yêu Vương và Linh Miêu Vương. Về lý thuyết luôn nói hai tiểu yêu vương bị hắn đánh bại đã thần phục hắn, nhưng Dương Mỗ mưu đồ quá lớn, tất nhiên phải để hai tiểu yêu vương uống nước sinh mệnh mới yên tâm nhất. Lúc này ở địa bàn của Dương Bách Xuyên, Hắc Ô Yêu Vương và Linh Miêu Vương tứ cố vô thân, đối mặt với khí tức mạnh mẽ cố ý vô tình bao phủ của Tử Hoàng, mồ hôi lạnh của bọn họ chảy ròng ròng. Hai yêu biết nếu như bọn họ không uống giọt nước Dương Bách Xuyên ban cho, thì một giây sau chắc chắn sẽ máu bắn tung tóe tại chỗ. Nếu đã bị Dương Bách Xuyên đánh bại, thì địa vị 108 tiểu yêu vương của bọn họ sẽ bị thay thế, cũng không có lựa chọn gì, nên bọn họ đã lập tức há miệng nuốt giọt nước sinh mệnh. Mấy phút sau, qua mèo. Hai tiểu yêu vương vốn có tu vi tôn vương sơ cấp đều phát ra tiếng thét, đầu tiên là đau khổ, sau đó là thoải mái. Sau khi uống nước sinh mệnh, Hắc Ô Yêu Vương và Linh Miêu Vương đã tiến hóa huyết mạch, tu vi tăng lên một bậc, đạt đến tôn vương trung cấp. Cảm ơn chủ nhân ban ơn. Giờ phút này, cuối cùng hai tiểu yêu vương cũng hiểu nước sinh mệnh Dương Bách Xuyên cho bọn họ quả thật là cơ duyên lớn, tiến hóa huyết mạch rồi. Nhưng đây là tất nhiên. Chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể ngả đầu tham kiến. Chủ nhân, đứng dậy đi. Cuối cùng Dương Mỗ cũng cười. Đến đây, kế hoạch thu phục các yêu vương của dãy núi Vạn Yêu chính thức bước ra bước đầu tiên rồi. Sau đó Dương Bách Xuyên gọi tất cả người của Yêu Y Quán Vân Môn đến, bắt đầu cuộc họp kế hoạch Vạn Yêu lần đầu tiên, ý nghĩa sâu xa. Sau khi mọi người đến đủ, Dương Bách Xuyên nói thắng bắt đầu từ hôm nay, tất cả công việc của Yêu Y Quán giao cho Yên Chi. Thú ngũ hành, đá đả tiên và chồn nhỏ xử lý. Thanh Ngưu, Bất Nhị, cộng thêm Tử Hoàng và Xuyên Sơn Giáp thì đi khiêu chiến các yêu vương của dãy núi Vạn Yêu. Khiêu chiến thế nào tự các ngươi xem mà làm, ta chỉ có một yêu cầu, sau khi khiêu chiến thành công, thì dẫn yêu vương bị đánh bại về cho ta, thời gian giới hạn trong một giáp, ta cần khiến 1/3 đại tiểu yêu vương của dãy núi Vạn Yêu thần phục. Hắc Ô Nha và Linh Miêu hỗ trợ, trọng điểm tiếp theo của ta sẽ đặt ở Yêu Y Quán. Mọi người có vấn đề gì không? Thanh Ngưu, Hùng Bất Nhị được điểm danh bày tỏ không hề có vấn đề gì, thậm chí có hơi dục dịch muốn thử. Sinh ra là yêu có ai không hy vọng có một ngày xưng vương xưng bá chú. Điểm này vô cùng hợp khẩu vị của bọn họ. Hai người đều có thân thế xuất thân không tầm thường, nhưng chưa từng nếm thử đỉnh cao của một yêu vương. Hơn nữa mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên là không ngừng khiêu chiến các yêu vương, không hề có hạn chế. Có thể khiêu chiến bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, đây mới là chỗ khiến Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị nhiệt huyết dâng trào. Còn Tử Hoàng là chuột hoàng ngũ hành của thời đại trước, càng không phải nói, có phải yêu hoàng hay không đều không quan trọng đối với nàng ta, chỉ là chấp hành mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên thôi.
Lúc này một giọng nói khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ vang lên, Dương đại ca. Ta cũng muốn đi thử. Dương Bách Xuyên nhìn qua thì thấy là Lục Yên Chi đứng sau lưng hắn yếu ớt nói. Chấm, Dương Mỗ mãi mới phản ứng lại, hỏi cái gì? Lục Yên Chi hơi đỏ mặt, ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên lập tức trở nên kiên định, nói ta. Ta nói là ta cũng muốn đi khiêu chiến các yêu vương. Thực ra trong lòng Lục Yên Chi cũng rất muốn giúp Dương Bách Xuyên, từ lúc quen Dương Bách Xuyên đến nay đều là hắn bảo vệ nàng ta, từ xa lạ đến tin tưởng, từ tin tưởng đến gắn bó, Lục Yên Chi đều rất muốn giúp Dương Bách Xuyên, chỉ là không có nhiều cơ hội, hoặc nói là thực lực của nàng ta không đủ. Sau khi quen biết Dương Bách Xuyên, đến tận bây giờ, nàng ta phát hiện trong lòng nàng ta đều là hẳn, từ lúc tu đạo mấy trăm năm đến nay nàng ta chưa từng có cảm giác này. Đây là một loại cảm giác không thể nói rõ, nhưng lại khiến nàng ta yêu thích. Về sau nàng ta hiểu ra từ lúc bắt đầu mới vừa thích, đến bây giờ nàng ta đã yêu Dương Bách Xuyên sâu sắc, không thể tách ra khỏi hắn nữa. Chính vì như vậy, nên Lục Yên Chi cảm thấy nàng ta nên làm chút gì đó cho Dương Bách Xuyên. Hoặc nói là nàng ta không hy vọng trong ngày tháng sau này sẽ không để lại ký ức sâu sắc giữa nàng ta và hắn. Vì Lục Yên Chi biết Dương Bách Xuyên không phải người thường, bây giờ còn có thể ở lại bên cạnh hắn lâu hơn khi hắn đang ở dãy núi Vạn Yêu, nhưng mà... sau này thì sao? Lục Yên Chi vô cùng rõ ràng sau khi kế hoạch hôm nay của Dương Bách Xuyên bắt đầu, thời gian bọn họ ở lại dãy núi Vạn Yêu thậm chí là Thái Hoang sẽ càng ngày càng ít. Dương Bách Xuyên từng thẳng thắn với nàng ta, hắn còn có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Cho nên Lục Yên Chi biết thời gian nàng ta và hắn ở bên nhau không hề nhiều, chính vì như vậy, Lục Yên Chi không hy vọng thời gian nàng ta và Dương Bách Xuyên ở bên nhau bị lãng phí. Bây giờ nàng ta có thể hưởng thụ Dương Bách Xuyên một mình, nhưng đợi sau khi rời khỏi Thái Hoang thì chưa chắc. Nàng ta không cầu mong cùng rầm rộ với hắn, nhưng cũng không muốn trong ký ức tốt đẹp lại buồn tẻ nhạt nhẽo, nên nàng ta muốn làm chút gì đó cho hắn, nói cách khác là để lại chút ký ức đáng để sau này nhớ lại trong quãng thời gian bọn họ ở bên nhau. Nàng ta chủ động đưa ra yêu cầu muốn đi khiêu chiến các yêu vương không phải là nàng ta càn quấy, mà là đã nghĩ rất rõ, nàng ta cũng có nắm chắc. Mặc dù là nhân tộc nhưng Lục Yên Chi có nguyên khí quyết do Dương Bách Xuyên truyền thụ, có đá huyễn yêu mà Thanh Ngưu cho, hoàn toàn giải quyết khí tức nhân tộc của nàng ta. Còn về tu vi, trông nàng ta cũng là độ kiếp cảnh sơ kỳ giống Dương Bách Xuyên, nhưng nàng ta lại là độc thể ách nan bẩm sinh. Hơn nữa độc thể ách nan đã đại thành, đến bây giờ độc công của nàng ta không dám nói quá mạnh mẽ, không dám nói có thể dùng độc thể ách nan đại thành độc chết phi thăng cảnh giống như sư phụ kia của nàng ta nói. Nhưng đối phó với tiểu yêu vương bình thường thì vẫn có thể làm được. Cho nên Lục Yên Chi có lòng tin rất lớn đối với bản thân. Sau khi Dương Bách Xuyên hỏi mọi người có vấn đề gì không, nàng ta đã lấy dũng cảm. Nói bản thân muốn đi khiêu chiến. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía Lục Yên Chi, vô thức muốn từ chối nói nàng ta đừng quậy, nhưng lời nói đến cửa miệng lại thấy trong đôi mắt của Lục Yên Chi tràn đầy kiên định. Điều này khiến hắn phải nuốt lại lời đã đến cửa miệng. Dương Bách Xuyên hiểu Lục Yên Chi trông dịu dàng, bình thường cũng ít nói, là nữ tử bình tĩnh, thực ra trong xương cốt nàng là người rất kiên cường. Lúc này nếu nàng ta đã chủ động nói muốn đi khiêu chiến, vậy chứng tỏ nàng ta đã hạ quyết tâm rồi. Hơn nữa Dương Bách Xuyên luôn hy vọng hắn trưởng thành, hắn mạnh mẽ, người bên cạnh cũng như vậy. Lần này lão già bảo hắn từ bỏ khiêu chiến, để tiểu đệ hắn thu phục được đi khiêu chiến, thực ra ý định ban đầu cũng là như vậy. Nếu đã muốn xây dựng một thế lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào bản thân mạnh mẽ là không có tác dụng, cần cả đội ngũ, cả đoàn đội đều mạnh mẽ mới có thể trở thành một thế lực sánh ngang với thánh địa, nếu không tất cả đều là nói chuyện viển vóng. Hơn nữa hắn cũng luôn cho rằng hoa trong phòng ấm không chịu nổi mưa gió. Nếu đã như vậy, mặc dù hắn lo lắng cho Lục Yên Chi, nhưng càng phải tôn trọng lựa chọn của nàng ta. Hắn nghiêm túc nhìn Lục Yên Chi nói, Yên Chi. Nàng có biết đây không phải trò trẻ con, làm không tốt sẽ mất mạng không? Dương đại ca, ta suy nghĩ kỹ rồi, chàng yên tâm, bản thân ta có lòng tin. Lục Yên Chi kiên định đáp. Được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của nàng, nhưng nàng phải hứa với ta giữ mạng quan trọng nhất, ta. Hy vọng nàng và ta có thể nắm tay nhau đi trên con đường tu chân dài đằng đẵng, đi càng xa hơn, chứ không phải nàng hoặc ta đi một mình. Dương Bách Xuyên dịu giọng nói. Ừ. Ta nhất định sẽ làm vậy. Sau khi xong chuyện của Lục Yên Chi,
Dương Bách Xuyên cho mọi người lui xuống chuẩn bị, nửa tháng sau để bọn họ đi khiêu chiến. Trong nửa tháng này, hắn sẽ luyện chế đủ đan dược cho mọi người, cũng là để tăng cường thực lực. Ở chỗ yêu tộc như dãy núi Vạn Yêu này, có một viên đan dược chẳng khác nào có thêm một mạng. Bây giờ, linh dược Dương Mỗ tích lũy một năm đã đủ để hắn luyện chế đan dược cho mọi người tiêu xài. Tạm thời để Hắc Ô Yêu Vương và Linh Miêu Vương trở về núi của bọn họ trước, Dương Bách Xuyên vẫn để bọn họ thống lĩnh yêu chúng ở núi của bọn họ, chỉ là phải nghe lời hắn thôi. Hắn còn để bọn họ đi thăm dò xem các yêu vương của dãy núi Vạn Yêu có phản ứng gì đối với khiêu chiến lần này, có tin tức gì thì lập tức báo cáo lại. Nhân thời gian mấy ngày này, hắn để Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị chọn lọc đệ tử yêu y quán được tuyển, đến lúc đó hắn sẽ bồi dưỡng đệ tử yêu y quán. Đợi sau khi mọi người đều lui xuống, Dương Bách Xuyên bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Vừa quay đầu, hắn lại phát hiện ánh mắt của thú ngũ hành hơi hưu quạnh, đi rồi lại quay ngược lại đại sảnh. Chủ nhân. Trong ánh mắt của thú ngũ hành có vẻ hưu quạnh, nhỏ giọng đứng trước mặt Dương Bách Xuyên không dám nhìn vào mắt của hắn. Dương Bách Xuyên ngẩn người, nói, sao vậy? Khúm núm không giống ngươi chút nào, ha ha. Chủ nhân, ta muốn bế quan tu luyện. Thú ngũ hành nén một lúc lâu mới nói ra một câu như vậy. Nháy mắt Dương Bách Xuyên đã phản ứng lại, thú ngũ hành là bị đả kích trong lòng rồi, Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị, thậm chí là Lục Yên Chi đều đi khiêu chiến, hắn ta lại không đi. Nhưng mà Dương Bách Xuyên biết, mặc dù cảnh giới tu vi của thú ngũ hành cao hơn, đã có thể đối đầu thật sự với độ kiếp cảnh đại viên mãn, nhưng đối mặt với tiểu yêu vương cấp tôn vương lại vẫn hơi kém. Bây giờ lòng tự tin đang bị đả kích. Nhưng cũng không thể trách hắn ta, dù sao yêu vương một phương, dù có là tiểu yêu vương cũng không phải hạng vừa, thú ngũ hành đi chỉ sẽ càng bị đả kích hơn. Chắc nội tâm của hắn ta không qua được. Tiểu ngũ đừng nghĩ nhiều, ta rất vui vì lúc này người yêu cầu bế quan tu luyện, đừng để ý cái khác, tiềm lực của ngươi vẫn chưa phát huy ra, ta tin đợi tu vi của ngươi tiến thêm một bước nữa, thì chắc chắn sẽ bay vọt lên trời. Chúng ta ở dãy núi Vạn Yêu là một trận chiến lâu dài. Có rất nhiều đất dụng võ. Thế này đi, đợi ta 3 ngày, ta luyện chế một lò đan dược cho ngươi, sau đó ngươi bế quan, ta đợi ngươi xuất quan giúp ta. Dương Bách Xuyên vẫn hiểu thủ ngũ hành, khuyên bảo như vậy rất cần thiết đối với hắn ta. Quả nhiên mắt thú ngũ hành tỏa sáng, gật đầu kiên định nói, chủ nhân yên tâm, đợi ta đột phá chắc chắn sẽ hơn hẳn nhóm lão ngưu, chinh chiến vì chủ nhân. Hai người đang nói chuyện. Đá Đả Tiên ở ngoài cửa bước vào, nói chủ nhân. Sảnh ngoài có một đại mỹ nhân, chỉ đích danh muốn chủ nhân khám bệnh. Dương Bách Xuyên nghe Đá Đả Tiên nói thì trợn tròn mắt, con hàng này nói chuyện bỉ ổi như vậy từ khi nào thế? Còn nháy mắt ra hiệu với hắn lúc có một đại mỹ nữ đến nữa. Huynh đệ, nhưng người đâu phải thanh niên mười tốt. Nhưng Dương Mỗ vẫn nhanh chóng nói, đi thôi, đi xem chút. Không phải mỹ nữ ta đánh chết ngươi. Liên quan gì đến ta, ta nghe lão Ngưu nói là đại mỹ nữ, vậy mà lại không cho ta mời ngài qua. Đá Đả Tiên lẩm bẩm. Dương Bách Xuyên làm như không nghe thấy. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, thật ra nữ tử của yêu tộc. Đúng là có đại mỹ nữ, điểm này hắn đã được chứng thực. Sau khi động viên tinh thần thú ngũ hành, Dương Mỗ lập tức đi đến tiền đường. Đột nhiên hắn nhớ ra vì đến núi Chiến Cổ mà mấy ngày nay y quán tạm ngừng kinh doanh, tại sao lại có yêu tộc đến khám bệnh được? Không phải y quán đóng cửa sao? Ai bảo các ngươi xem bệnh? Dương Bách Xuyên không hài lòng hỏi Đá Đả Tiên. Đá Đả Tiên hé miệng nói, không phải là chúng ta đưa vào, mà là chúng ta không biết tu vi của đối phương như thế nào. Cho nên các ngươi để người ta vào. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, Tử Hoàng đâu? Có Tử Hoàng ở đó mà các ngươi còn không đối phó được. Tử Hoàng đại nhân không nói gì, lão Ngưu nói để vào đi, nói là. Nói đến đây, Đá Đả Tiên vụng trộm nhìn Dương Bách Xuyên một cái, không dám nói tiếp. Nói, ấp a ấp úng cái gì? Hắn quát Đá Đả Tiên một câu. Đá Đả Tiên bị đánh rụt cổ lại, lão Ngưu nói đối phương là đại mỹ nữ, phù hợp với chủ nhân háo sắc của các ngươi, hơn nữa tu vi của đối phương lại cao thâm khó lường. Chỉ bằng thu phục vào dưới trướng, Tử Hoàng đại nhân cũng ngầm cho phép. Phụt, Dương Bách Xuyên nghe Đá Đả Tiên nói xong thì thiếu chút nữa thổ huyết, hắn giận dữ nói các ngươi. Hắn muốn mắng vài câu nhưng lời đến môi rồi lại dừng lại. Nghĩ kỹ lại thì cũng không phải không thể, nếu như tu vi của đối phương thật sự mạnh,
bây giờ ở y quán có Tử Hoàng, có mấy người thanh niên đều ở đó, cưỡng chế thu phục một đại yêu đưa tới tận cửa cũng không phải không thể. Cũng không biết đối phương mạnh đến mức nào. Trong lúc nói chuyện với Đá Đả Tiên, Dương Bách Xuyên đã đến tiền đường. Sau khi tiến vào, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, trong lòng thầm than, đúng là đại mỹ nữ. Lúc này Tử Hoàng không biết vô tình hay cố ý mà ngồi cạnh cửa ra vào, Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị ngồi hai bên, ngay cả Lục Yên Chi ngồi ở tủ thuốc thỉnh thoảng cũng nhìn đại mỹ nữ. Điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là lúc này trong ngực đại mỹ nữ lại đang ôm một con trồn và vuốt ve lông của nó, nhưng chỉ có Dương Bách Xuyên biết con trồn nhìn như vô hại này là gì. Hắn nhìn tư thế của mấy người Tử Hoàng, xem ra vẫn phải mạnh tay rồi. Nhưng bây giờ Tử Hoàng đang kiềm chế khí tức, đứng ở cổng không khác gì một tiểu yêu đứng canh, nói không chừng sẽ không nghĩ rằng Tử Hoàng mới là đại boss. Thấy dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng của mọi người, trong lòng Dương Bách Xuyên cười khổ, nhưng hắn cũng không phải đối, một giây sau hắn tập trung nhìn về phía đại mỹ nữ đang ôm con trồn. Đúng là một đại mỹ nữ. Dương Mỗ đánh giá, trước mắt hắn là nữ tử đội mũ phượng, vừa ung dung vừa quý phái, khoảng chừng 20 tuổi, nàng ta mặc y phục màu đỏ thắm, bên trên như được thêu lông không tước, nhìn lạ mắt nhưng lại không quá nổi vật. Nữ tử này cho hắn cảm giác giống với lần đầu gặp chuột vương, hoàn toàn không có bất kỳ hơi thở của con người. Nhưng cũng vì thế nên Dương Bách Xuyên biết nàng ta có thể là cao thủ chân chính. Khó trách Tử Hoàng muốn chặn cửa, Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị nhìn có vẻ như đang thả lỏng nhưng thật ra lại vô cùng căng thẳng. Nữ tử này toát ra khí chất cao thượng, đương nhiên khí chất này không liên quan đến pháp lực, mà là khí chất được nuôi từng ngày do nắm giữ quyền sinh sát và đứng ở vị trí cao từ lâu. Không phải điều mà yêu tu bình thường có. Lông mày lá liễu, đôi môi anh đào, ngũ quan xinh xắn không kém chín nữ tử do chín đuôi của Cửu Vĩ Hồ Yêu biến ra ở hành cung Thiên Yêu. Nhưng nếu so sánh với Cửu Vĩ Hồ Yêu thì nàng ta thiếu đi sự mị hoặc, thay vào đó là sự trầm ổn, mạnh mẽ, đoan trang, có phong thái vương giả. Khiến người khác ngắm nhìn nhưng cũng không dám nảy sinh ý định khinh nhờn. Dương Bách Xuyên không tin một nữ tử như vậy lại đột nhiên xuất hiện tại yêu y quán, mặc dù bây giờ hắn chưa biết tu vi của nữ tử này là gì, nhưng chắc chắn không yếu. Dương Bách Xuyên còn nghĩ vị này có phải một trong 72 đại yêu vương nào đó không? Hắn lấy lại tinh thần, dùng truyền âm hỏi Hùng Bất Nhị, nữ tử này có thuộc một trong 72 đại yêu vương của các ngươi không? Dương Bách Xuyên hỏi xong lại tự mình phủ định vì hắn nhớ trong tư liệu của chuột vương cho mình trước đó có thông tin của 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương, trong đầu hắn lướt qua một lần, không phát hiện ra nữ tử này. Dương đại ca, không có, ta căn bản chưa từng gặp nữ tử này. Hùng Bất Nhị lắc đầu này. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, muốn hỏi thử Tử Hoàng, nữ tử kia thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện thì đứng lên nói, gặp qua thần y. Bị nữ tử cắt đứt việc hỏi Tử Hoàng, Dương Bách Xuyên cũng thôi, hắn đi về phía trước nói, cô nương là thần tiên phương nào? Đến yêu y quán này của ta có việc gì sao? Dương Bách Xuyên không vòng vo, hắn trực tiếp lên tiếng hỏi THNWGA, hắn không tin một đại yêu cho mình cảm giác không nhìn thấy tu vi lại đến đây để khám bệnh, hơn nữa hắn cũng không thấy bệnh trên người nữ tử này. Ánh mắt nữ tử nhìn Dương Bách Xuyên trở nên sâu hơn. Nàng ta hé môi đỏ mọng nói, thần y gọi tiểu nữ Tước Nhi là được, Tước Nhi chỉ là một tiểu yêu nhỏ ở một ngọn núi tại Thái Hoang, vì con đường tu luyện gặp rắc rối nên cố ý lặn lội vạn dặm xa xôi tìm đến thần y xem bệnh, hy vọng thần y có thể giúp Tước Nhi. Dương Mỗ nghe nữ tử tự xưng là Tước Nhi nói xong thì hơi ngạc nhiên, nữ tử trước mắt hắn không thuộc yêu tộc của dãy núi Vạn Yêu mà đến từ núi bên ngoài. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết Tước Nhi có khả năng không nói thật. Nhìn ánh mắt không trốn tránh của nàng ta khi nói chuyện, Dương Bách Xuyên cũng không biết nàng ta có đang nói dối hay không, hắn nói thầm trong lòng, chẳng lẽ thật sự đến khám bệnh. Dương Bách Xuyên nghĩ vậy nhưng vẫn tươi cười nói, ta có thể xem qua, không biết tình trạng tu luyện của cô nương thế nào. Nghe nói thuốc của thần y có thể trừ bách bệnh, vô cùng thần kỳ, sao ngài không thử xem? Tước Nhi chặn lời Dương Bách Xuyên, ý là ngươi không phải thần y sao? Ta có bệnh vặt gì ngươi đến xem thử đi. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, ta sẽ bắt mạch thử cho cô nương. Hắn vừa nói vừa ngồi xuống, ra hiệu Tước Nhi duỗi cổ tay ra.
Hai người cười nói với nhau nhưng thật ra lời nào lời nấy đều sắc như dao, đều mang theo ý thăm dò đối phương. Dương Bách Xuyên không biết trình độ của nữ tử tên Tước Nhi này sâu đến đâu, hơn nữa nữ tử này hình như cũng đang thăm dò y thuật của Dương Bách Xuyên. Dưới ánh nhìn chăm chú của Dương Mỗ, đối phương đưa tay ngọc ra, mỉm cười nói, thỉnh thần y chỉ giáo. Dương Bách Xuyên cũng không để ý gì nhiều, hắn đặt tay lên cổ tay Tước Nhi. Vừa chạm vào đã cảm nhận được làn da trơn bóng như ngọc, vô cùng nhẵn mịn khiến lòng Dương Mỗ khẽ rung động, ngón tay hắn không khỏi run lên một cái, không kiểm soát được mà dùng sức mạnh hơn. Lúc này hắn cũng cảm giác được cổ tay Tước Nhi run lên, vừa nhìn lên đã thấy mặt nàng ta hơi ửng đỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt rồi lại biến mất. Dương Bách Xuyên phát hiện Tước Nhi trừng mắt nhìn mình, Dương Mỗ vội vàng thu hồi tâm tư của mình lại, chuyên tâm chẩn bệnh, hắn nói, đắc tội. Trong lúc nói hắn đã vận chân khí, bắt đầu du tẩu trong kinh mạch của Tước Nhi. Chân khí vừa tiến vào chân mạch của Tước Nhi, Dương Bách Xuyên lập tức kinh ngạc, trong cảm nhận của hắn, kinh mạch của nữ tử tên Tước Nhi này có thể nói là mênh mông, so với kinh mạch của hắn còn lớn hơn nhiều. Dương Bách Xuyên vẫn luôn tự hào về trình độ kinh mạch của mình, thậm chí hắn còn lớn hơn tu sĩ có tu vi cao hơn mình, nhưng kinh mạch của Tước Nhi lại lớn hơn hắn rất nhiều. So hai người với nhau giống như dòng suối nhỏ với dòng sông vậy. Cao thủ. Chắc chắn là cao thủ. Trong lòng hắn vô cùng chấn động. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói, phủ chủ thành Tây Thành Vạn Yêu Khổng Minh bái kiến thần y. Dương Bách Xuyên dừng động tác nhìn ra ngoài, ra hiệu với Tử Hoàng cho người tiến vào, trong lòng hắn lại rất buồn bực, từ xưa tới nay tứ đại thế lực phủ chủ thành Vạn Yêu chưa từng tới yêu y quán của hắn. Phủ chủ thành Tây Khổng Minh này là người đầu tiên. Hắn biết thành Tây Thành Vạn Yêu chính là thế lực của Khổng Tước Vương của tứ đại yêu tôn, nói cách khác, Khổng Minh là thuộc hạ của Khổng Tước Vương. Căn cứ vào tình báo của Chuột Vương, phủ chủ Khổng Minh của thành Tây chính là đại yêu tôn vương trung cấp đỉnh phong, thực lực và tu vi đều không thể khinh thường. Dương Bách Xuyên mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu, trước mắt hắn không thể đắc tội với tứ đại thế lực phủ chủ của thành Vạn Yêu. Tử Hoàng mời người ta vào, hắn nói với Tử Hoàng. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên phát hiện cổ tay Tước Nhi dưới tay mình hơi rung động. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng tay Tước Nhi đang run rẩy, hắn hơi ngạc nhiên, có phải hắn vừa nói sai gì không? Nơi này là núi Vạn Yêu, thân phận của hắn hiện tại là yêu tộc, là tộc Linh Dương, là một yêu y. Nhưng vừa rồi hắn nói với Tử Hoàng là Tử Hoàng mời người ta vào đi. Theo lý thuyết mà nói thì nên nói là mời yêu vào, hoặc mời đại vương nào đó vào. Từ ngữ đại vương này phổ biến khắp núi Vạn Yêu, ở nơi nào cũng có thể dùng được, có thể là cách gọi kính trọng, cũng có thể là kính từ. Dương Bách Xuyên đột nhiên nghĩ câu mời người ta vào của mình có chút không đúng hoàn cảnh, từ người chỉ phù hợp với tộc người, không thích hợp dùng trong tộc yêu. Dương Mỗ rõ ràng đang chột dạ, nhưng hắn cũng không thể vớt lại lời mình vừa lỡ nữa. Cũng may lúc này ở cửa chính xuất hiện một nam tử cơ bắp, đó chính là Khổng Minh, phủ chủ thành Tây. Chấm. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khổng Minh vừa vào vừa nhìn hắn không chớp mắt, hắn ta bước nhanh về phía trước, nét mặt có chút sợ hãi, thậm chí còn có chút cẩn trọng. Dương Mỗ nghĩ rằng người tên Khổng Minh này có phải gặp bệnh gì nặng, thấy thần y là hắn nên quá kích động chăng? Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên lại không phát hiện ra rằng, khi hắn nhìn về phía Khổng Minh thì Tước Nhi cũng đang đánh giá Khổng Minh, đồng thời nàng ta còn lắc đầu ở biên độ nhỏ không thể nhận ra được. Một giây sau, Khổng Minh hoảng sợ lùi về sau, hắn ta ôm quyền nói, gặp qua thần y. Mạo muội đến chơi, mong ngài thứ lỗi. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng đã chẩn bệnh xong cho Tước Nhi, thấy Khổng Minh khách sáo như vậy, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, dù sao Khổng Minh này ở ngoài cũng là một trong những thành chủ của thành Vạn Yêu. Thành chủ một phương lại khách sáo với một yêu y như hắn thế này là một chuyện tốt. Khổng đại vương có lòng, không tiếp đón từ xa được, tiểu yêu nên đến bái kiến ngài mới đúng, không ngờ đại vương lại đích thân tới, đúng là khiến yêu y quán bồng tất sinh huy mà, mời ngài ngồi. Dương Mỗ mời Khổng Minh ngồi, ngoài miệng cũng khách sáo vài câu. Không không không, thần y có công với thành Vạn Yêu, thân là phủ chủ thành Tây của thành Vạn Yêu, lẽ ra ta phải đến bái kiến mới đúng. Thần y ngươi tiếp tục đi, xem bệnh quan trọng hơn, hôm nay ta đến để biết đường mà thôi, ngươi tiếp tục đi, đừng bỏ lỡ thời gian khám bệnh.
Khổng Minh vô cùng khách sáo đến mức Dương Bách Xuyên không thể thích ứng được. Nhưng lúc này hắn đang chẩn bệnh cho Tước Nhi, nói cho cùng nên tập trung vào Tước Nhi mới đúng. Chẩn bệnh đã hoàn thành, hắn ra hiệu cho Khổng Minh ngồi tạm rồi để Hùng Bất Nhị tiếp đón. Dương Bách Xuyên lưu luyến không rời thu tay lại, hắn nhìn về phía Tước Nhi. Thần y không biết tình trạng của tiểu nữ như thế nào sao? Dương Bách Xuyên còn chưa lên tiếng thì Tước Nhi đã nói. Dương Bách Xuyên nhìn Tước Nhi, cơ thể Tước Nhi cô nương không có vấn đề gì, về phần gặp khó khăn trong quá trình tu luyện, ta cũng không phát hiện kinh mạch có bất kỳ vấn đề gì. Có nghĩa là thần y cảm thấy ta không sao? Giọng Tước Nhi mang theo ý cười. Nhưng ý cười của nàng ta trong mắt Dương Bách Xuyên lại thành chế giễu. Sao Dương Mỗ có thể chấp nhận được chuyện này? Lúc hắn kiểm tra bên trong thật sự không phát hiện được vấn đề gì của Tước Nhi, nhưng bây giờ bị Tước Nhi nghi ngờ, sao Dương Mỗ có thể bỏ qua được? Thân là thần y, cho dù không có tâm bệnh, chỉ cần vào yêu y quán của hắn xem bệnh hắn cũng phải tìm ra bằng được một cọng lông bị bệnh của nàng ta. Trước đó hắn đúng là không có kiểm tra ra bệnh gì ở người Tước Nhi, huyết khí tràn đầy, yêu lực hùng hậu, vô cùng khỏe mạnh, kinh mạch rộng lớn, không có cái gì hoạt động không liền mạch, không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên nếu như nói những lời này ra cũng có thể cho ra một đáp án, Dương Bách Xuyên ngừng lại một chút rồi nói, cũng không phải hoàn toàn, về mặt tu luyện đúng là có chút chuyện, nhưng ta cần biết bản thể của Tước Nhi cô nương là gì mới có thể xác định được, không biết bản thể của cô nương là. Vấn đề này vô cùng sắc bén, thậm chí có thể nói là vô lễ. Nhưng thật ra đây là câu hỏi Dương Bách Xuyên vô cùng muốn được trả lời, hắn còn lâu mới tin nữ nhân Tước Nhi này đến xem bệnh vì danh tiếng của hắn, nàng ta căn bản không có bệnh. Mặc dù Dương Bách Xuyên không nhìn được thực lực của nàng ta, nhưng dựa vào trình độ mở rộng kinh mạch, đây chắc chắn không thua cấp bậc của Chuột Vương. Thật ra từ lúc vừa bắt đầu Dương Bách Xuyên đã để ý đến nàng ta về tất cả phương diện, bấy giờ hỏi câu này chính là muốn xác định lai lịch của nữ tử Tước Nhi này mà thôi. Và mục đích của nàng ta khi đến yêu y quán là gì? Câu hỏi không biết bản thể của cô nương là gì vừa nói ra, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy khẩn trương. Nhưng hắn không sợ, dù sao nơi này cũng là yêu y quán, là địa bàn của hắn, Tử Hoàng ở bên cạnh, Dương Bách Xuyên cũng không sợ xảy ra chuyện. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía Tước Nhi, chờ câu trả lời của nàng ta. Lúc này đôi mắt phượng xinh đẹp của Tước Nhi cũng đang nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nàng ta không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên không ngờ chính là một giây sau, khóe mắt hắn phát hiện Khổng Minh ngồi ở một bên không biết đã đứng lên từ lúc nào, không biết là vô tình hay cố ý, khí tức của hắn ta bạo phát, quanh quẩn quanh người. Cảm giác của Dương Bách Xuyên rất nhạy, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Khổng Minh. Cũng đúng lúc này Tước Nhi lên tiếng. Nàng ta nói, bản thể của ta là Khổng Tước. Tước Nhi vừa dứt lời, mọi người trong sân gần như đều chấn động. Thanh Nghiêu, Khổng Minh, Hùng Bất Nhị, tất cả đều nhìn về phía Tước Nhi. Tộc Khổng Tước, ở núi Vạn Yêu này chỉ có một thế lực, đó chính là thế lực của Đại Yêu Khổng Tước Vương Phương Tây, một trong tứ đại thế lực. Khổng Minh ở trong sân thuộc tộc Khổng Tước, là thủ hạ đắc lực của Khổng Tước Vương, phụ trách trấn thủ thành Tây thành Vạn Yêu. Dương Bách Xuyên đột nhiên trợn mắt nghĩ, vì sao một phủ chủ thành Tây như Khổng Minh lại đến yêu y quán của hắn? Vì sao hắn không nhìn được tu vi của Tước Nhi? Lần này tất cả manh mối đều liên kết với nhau. Mặc dù Chuột Vương chưa đưa thông tin liên quan đến tứ đại yêu tôn của núi Vạn Yêu cho hắn nhưng lúc này Dương Bách Xuyên cũng có thể đoán được, đại mỹ nữ tên Tước Nhi trước mặt mình, 8-9 phần là Khổng Tước Vương trong tứ đại yêu tôn. Khổng Minh ghé thăm chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên, có lẽ sau khi biết Khổng Tước Vương của mình đến yêu y quán, hắn ta đã nghe ngóng mà đến. Bầu không khí lúc này có chủ xấu hổ, cũng có chút căng thẳng. Dù sao không biết rồi suy đoán là một chuyện, sau khi biết thân phận của Tước Nhi rồi suy đoán lại là chuyện khác. Một trong tứ đại cự đầu của núi Vạn Yêu trực tiếp xuất hiện tại yêu y quán của hắn, hơn nữa lại lấy danh nghĩa xem bệnh để xuất hiện. Kết quả chẩn bệnh lại là trong người không có bệnh, Dương Bách Xuyên không thể không suy đoán, nàng ta có mục đích gì? Tuyệt đối không phải đến khám bệnh cầu y. Bây giờ thần y có thể nói chưa? Đúng lúc này Tước Nhi lại nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên không giữ nổi bình tĩnh,
còn nói gì nữa? Người Đường Đường là tứ đại của núi Vạn Yêu, cải trang đến vì hành y quán nhỏ này của ta, đây là muốn gây sự sao? Nhìn Tước Nhi, Dương Bách Xuyên không thấy nàng ta có bất kỳ biểu hiện gì khác, cũng không cảm nhận được sát khí đến từ nàng ta. Hắn thở nhẹ ra một hơi, cho mấy người tử hoàng ánh mắt an tâm đừng hành động vội, hít sâu một hơi rồi nói với Tước Nhi, nếu như thật sự phải nói có vấn đề, vậy ta chẩn bệnh là hoàn cảnh tu luyện có vấn đề, từ khí huyết kinh mạch của Tước Nhi cô nương có thể thấy ngươi đã dừng chân tại chỗ một thời gian dài, từ đó các cơ năng cũng dần biến chất, nếu như huyết mạch không thể tiến hóa, hoặc có thể nói nếu không thể đột phá được bình cảnh thì chỉ có kết cục gặp đại nạn. Dương Bách Xuyên có thần ma y điển, hắn không dám xưng là thần y chân chính nhưng nhận xét về y đạo tu vi tuyệt đối không kém, hắn nói kết quả chẩn bệnh cho Tước Nhi. Lời vừa dứt, cuối cùng sắc mặt Tước Nhi cũng thay đổi. Khổng Minh lại giận tím mặt, hắn ta vỗ bàn một cái, đúng là nói hưu nói vượn. Lui ra, Tước Nhi đưa mắt nhìn Khổng Minh rồi hừ lạnh một tiếng. Tôn, Khổng Minh hoảng hốt nói ra một chữ tôn. Ra ngoài, Tước Nhi lạnh giọng nói với Khổng Minh. Khổng Minh run lên một cái, dưới ánh mắt chăm chú của Tước Nhi, hắn ta cúi đầu, không dám nhiều lời, đứng dậy đi ra khỏi yêu y quán. Thật ra có thể hiểu cho Khổng Minh, sau khi mọi người đều đoán được thân phận của Tước Nhi, thân là người trong tộc của Tước Nhi, Khổng Minh nghe Dương Bách Xuyên nói Tước Nhi gặp nạn lớn, không khác nào đang nguyền rủa Tước Nhi đoản mệnh, cho nên hắn ta giận dữ cũng là chuyện bình thường. Nhưng lời Dương Bách Xuyên nói là sự thật. Hơn nữa càng không ngờ Tước Nhi lại ngăn không cho Khổng Minh nói. Điều này khiến Dương Mỗ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tước Nhi xoay đầu nói với Dương Bách Xuyên, nếu như thần y đã chẩn đoán được nguyên nhân bệnh rồi thì không biết có cách giải quyết không? Dương Bách Xuyên không nghĩ rằng Tước Nhi sẽ hỏi vấn đề này, hắn thầm bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt Tước Nhi nói, nếu như ta nói ta có cách tăng huyết mạch của Tước Nhi cô nương, không biết Tước Nhi cô nương có tin hay không? Nếu đối phương đã không thừa nhận mình là Khổng Tước Vương thì Dương Bách Xuyên cũng vui vẻ giả vờ ngu ngốc tiếp tục gọi nàng ta là Tước Nhi. Dương Bách Xuyên cười nói, ánh mắt sáng ngời, thật ra hắn chưa hề nói dối. Nhưng ở trong mắt Tước Nhi là đang híp mắt lại, nàng ta nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên như muốn tìm ra được một điều gì đó từ trên mặt hắn, nhưng lại phát hiện sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt kiên định, chứng minh hắn nói không sai. Tước Nhi là Khổng Tước Vương. Bản thân có thể tự phán đoán được tính chân thật từ những gì Dương Bách Xuyên nói. Thật ra nàng ta đến yêu y quán vì lòng tò mò, khi Dương Bách Xuyên liên tiếp khiêu chiến Hắc Ô Yêu Vương và Linh Miêu Vương Hậu, rất dứt khoát quay người rời đi, không tiếp tục khiêu chiến làm rất nhiều yêu quái đều buồn bực. Khổng Tước cũng không ngoại lệ, khác với ba yêu tôn khác, Khổng Tước là nữ nhân duy nhất, cũng là yêu quái có thiên phú độc đáo nhất, từ lúc chú ý Dương Bách Xuyên. Nàng ta đã phát hiện bí mật trên người Dương Bách Xuyên càng ngày càng nhiều. Gần vạn năm nay, Dương Bách Xuyên là yêu quái duy nhất khiêu chiến yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu, cũng là một yêu quái có tu vi thấp hơn các tiểu yêu vương khác, lại khiêu chiến vượt cấp một tiểu yêu vương chân chính, lại còn có thể đánh bại tiểu yêu vương. Cũng là yêu quái đầu tiên mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu chữa bệnh cứu vô số yêu quái, được dân trong thành Vạn Yêu tôn kính. Ngày đó Dương Bách Xuyên ra tay tung ra pháp khí cường đại của nhân tộc, bộc phát ra chiến kỹ cường đại, tất cả những điều trên đều là nguyên nhân làm Khổng Tước tò mò. Cho nên sau khi ba đại yêu tôn kia rời đi, nàng ta lại đến yêu y quán, muốn tìm hiểu rõ hơn về Dương Bách Xuyên. Đến yêu y quán vừa là tò mò, vừa là trực giác. Một câu của Dương Bách Xuyên có thể làm tăng huyết mạch làm Khổng Tước rất động lòng. Đúng như lời Dương Bách Xuyên. Nàng ta đã dừng ở bình cảnh rất lâu, nếu không đột phá đến thiên yêu hoặc huyết mạch không hề tiến hóa, cuối cùng sẽ là đại nạn. Cho nên Dương Bách Xuyên nói rất đúng, nàng ta cũng không lên tiếng ngăn cản Khổng Minh. Nghe thấy câu hỏi của Dương Bách Xuyên, nhìn ánh mắt của hắn, Khổng Tước im lặng rất lâu không nói lời nào. Không khó có chút quỷ dị, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được sát ý vô tình tản ra từ trên người của Khổng Tước Vương. Ngược lại làm hắn rất khẩn trương, theo lời của Thanh Ngưu, phụ thân của hắn ta đã bị bốn yêu tôn giết chết. Mặc dù hiện tại Khổng Tước Vương không chính miệng thừa nhận, nhưng thân phận đã rất rõ ràng, trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra. Dương Bách Xuyên sợ Thanh Ngưu không nhìn được sẽ ra tay tấn công Khổng Tước Vương, như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Nếu phủ chủ thành Tây Khổng Minh không xuất hiện ở Yêu Y Quán, nếu Thanh Ngưu ra tay với Khổng Tước Vương, có lẽ có Tử Hoàng áp trận, mấy người bọn họ liên hợp lại còn có thể trấn áp được Khổng Tước Vương, nhưng cho dù có thể trấn áp được Khổng Tước Vương thì đây cũng không phải là ý kiến hay. Bởi vì Khổng Minh xuất hiện, nếu ra tay với Khổng Tước Vương, các thuộc hạ khác cũng sẽ xuất hiện, thậm chí không ai biết Khổng Tước mang theo bao nhiêu đại yêu đang ẩn nấp trong tối. Nhỡ ra tay với Khổng Tước Vương, sợ rằng sẽ đưa ba đại yêu tôn khác đến lúc đó Yêu Y Quán sẽ xong đời. Cho nên Dương Bách Xuyên truyền âm nói cho Thanh Ngưu, Lão Ngưu, lúc này ngàn vạn đừng xúc động, nếu không ngươi sẽ hại chết tất cả mọi người, không có mệnh lệnh của ta, yên tĩnh đợi cho ta, rõ chưa? Thanh Ngưu hừ lạnh, nhưng cũng biết chủ nhân nói đúng. Sau khi nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên một lúc lâu, Khổng Tước Vương lên tiếng, hôm nay đến đây thôi, không biết thần y có tiện tiễn ta không? Dương Bách Xuyên ngẩn người, không ngờ Khổng Tước Vương nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu chỉ nói một câu như vậy. Phải đi. Không nói gì khác nữa cả. Thế nào, thần y có muốn đưa tiễn ta hay không? Khổng Tước Vương lên tiếng. Dương Bách Xuyên vội vàng lấy lại phản ứng, a, có, ta tiễn Tước Nhi cô nương. Ở trong mắt Khổng Tước Vương, bộ dáng lúc này của Dương Bách Xuyên rất buồn cười, không nhịn được mỉm cười, khóe miệng lộ ra núm đồng tiền làm nàng ta càng thêm quyến rũ. Người nào đó nhìn thoáng qua nụ cười của Khổng Tước Vương, có hơi đơ người. Vậy đi thôi, Khổng Tước Vương lên tiếng, nói xong đi ra ngoài. Khi Khổng Tước Vương đi ngang qua Thanh Ngưu thì hơi tạm dừng, liếc nhìn Thanh Ngưu. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất khẩn trương, mặc dù Thanh Ngưu dùng đá huyễn yêu che giấu hơi thở long trùng Thanh Ngưu nhưng vẫn sợ Khổng Tước Vương nhìn ra gì đó, nên vội vàng đuổi theo chặn tầm mắt của Khổng Tước Vương. Sau khi Dương Bách Xuyên và Khổng Tước Vương đi ra Yêu Y Quán, Thanh Ngưu thở dài nói thầm trong lòng, xem ra không thể báo thù Khổng Tước Vương được rồi. Thật ra năm đó Thanh Ngưu cũng không tận mắt nhìn thấy Khổng Tước Vương xuất hiện ở thành Vạn Yêu đại chiến với phụ thân hắn ta, thậm chí cũng không nhìn thấy cả bốn đại yêu tôn. Năm đó tu vi của hắn ta chưa đến Tôn Vương, lúc đó đã bị phụ vương sắp xếp đưa ra ngoài, thông qua mật đạo trốn khỏi dãy núi Vạn Yêu. Lúc này nhìn thấy sắc mặt của chủ nhân đối với Khổng Tước Vương, Thanh Ngưu chỉ có thể thở dài, thật ra trải qua 3.000 năm, thù hận trong lòng hắn ta cũng đã hòa tan không ít. Bây giờ nỗi nhớ mong duy nhất trong lòng Thanh Ngưu là các tộc nhân có khả năng còn bị bốn đại yêu tôn giam giữ. Hắn ta chỉ cầu có thể cứu những tộc nhân đó ra, đó là tâm nguyện lớn nhất đời hắn ta. Chấm. Bên ngoài Yêu Y Quán, sau khi Dương Bách Xuyên và Khổng Tước Vương rời khỏi, từ xa đã nhìn thấy Khổng Minh cung kính đứng bên ngoài, nhìn chăm chú vào Khổng Tước Vương, ngoài ra còn có 9 đại yêu tôn vương sơ cấp đứng sau Khổng Minh. Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng biết. Chắc chắn đây là người của Khổng Tước Vương. Hơn nữa trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được ít nhất 6-7 thần thức tôn vương trung cấp lướt qua người hắn. Dương Bách Xuyên thầm khiếp sợ trong lòng, trán đổ mồ hôi lạnh, nói thầm trong lòng, may mắn không trở mặt với Khổng Tước Vương, nếu không nhiều tôn vương như vậy nhảy ra, chắc chắn hắn và Yêu Y Quán sẽ bị tiêu diệt. Dương Bách Xuyên biết càng là lúc này càng không thể loạn, nếu chẳng may xảy ra sự cố. Người có hại chính là bọn họ. Khổng Tước Vương muốn chính mình đưa tiễn nàng ta, Dương Bách Xuyên chỉ có thể đi theo Khổng Tước Vương, cũng không biết muốn tiễn bao lâu, dù sao cũng không dám hỏi nhiều. Hắn biết Khổng Tước Vương đi ra ngoài không đơn giản, hiện tại cảm nhận được hơi thở cường đại xung quanh, Dương Bách Xuyên càng thêm cẩn thận. Sau khi đi được một đoạn, Dương Bách Xuyên cúi đầu đi sau Tước Nhi, vừa đi vừa suy nghĩ. Sau đó cảm giác mềm nhũn một mùi thơm của cơ thể xông vào xoang mũi của hắn. Lúc này mới phát hiện Tước Nhi đã ngừng lại, hắn không chú ý va phải người nàng ta. A, không, ta, người nào đó đỏ mặt lắp bắp. Tước Nhi nói, không cần sợ, đi lên đây đi. Tước Nhi nói, ý bảo hắn sóng vai đi bên cạnh nàng ta. Dương Bách Xuyên thấy Tước Nhi không tức giận, hít sâu bước lên sóng vai với nàng ta. Lúc này hắn mới phát hiện lấy hắn và Tước Nhi làm trung tâm, phạm vi 500-600 mét không có ai cả, hiển nhiên nàng ta đã sơ tán tất cả yêu tộc trên đường phố. Hai người đi về phía cửa thành, Dương Bách Xuyên nghe thấy Tước Nhi nói, ngươi là nhân tộc. Lông tơ của Dương Bách Xuyên dựng đứng, hắn không ngờ Tước Nhi sẽ nói ra chuyện này,
hắn đã vận chuyển nguyên khí quyết và đá huyễn yêu đến cực hạn, không có khả năng bị Tước Nhi nhận ra thân phận thật sự. Nhưng cố tình nàng ta lại nói ra một câu như vậy. Nàng ta đang thử ta. Dương Bách Xuyên suy nghĩ. Nhưng trên mặt Tước Nhi cũng không có biểu tình gì, giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Điều này làm Dương Bách Xuyên hơi yên tâm, nhưng cũng không nói gì, lúc này nói nhiều sẽ càng sai. Với tình huống này, mặc dù có Tử Hoàng ở, nhưng hắn vẫn không dám trở mặt với Khổng Tước Vương. Cũng may hình như nàng ta cũng không có ý miệt mài theo đuổi. Sau đó nghe thấy nàng ta nói, ngươi không cần phủ nhận, tộc Khổng Tước có một loại thiên phú có thể nhìn thấy hư vọng, ngay từ đầu ta cũng không xác định, nhưng hiện tại đã xác định, ngươi chắc chắn là nhân tộc, nữ tử kia cũng vậy, phía sau ngươi còn có một long trùng thanh nghiêu đúng không? Mặc dù ta không biết các ngươi dùng bí pháp gì để thay đổi hơi thở, nhưng mắt ta có thể nhìn thấy bản chất thần hồn, cái này không lừa được người. Dương Bách Xuyên chấn động, hắn không ngờ ngay cả Thanh Nghiêu và Yên Chi cũng bị nàng ta nhìn ra. Đừng lo, ta không giống bà yêu tôn khác, sẽ không ra tay với ngươi, chỉ muốn chứng thực vài chuyện với ngươi, hy vọng chúng ta có thể tâm sự, được không? Nói xong, Tước Nhi nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, mặt không cảm xúc. Đối mặt với Khổng Tước Vương và vô số cao thủ trong tối ngoài sáng, Dương Bách Xuyên dám nói một chữ không sao. Khóe miệng co giật nặn ra một nụ cười, tất nhiên có thể. Trên thực tế Dương Bách Xuyên cũng đoán không ra Khổng Tước Vương có ý gì. Nếu nàng ta đã nhìn thấu thân phận của mình và Thanh Nghiêu, nhưng lại không làm khó hắn, ngược lại rất bình tĩnh, hắn thật sự không biết nàng ta định làm gì. Khổng Tước Vương vừa đi vừa nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta chỉ muốn chứng thực chút chuyện, sẽ không làm gì ngươi, hơn nữa. Thật sự đánh nhau. Thực lực của vị cường giả phía sau ngươi sẽ không thua kém ta đúng không? Nói xong, Khổng Tước Vương cố ý vô tình nhìn về phía Tử Hoàng đi theo cách đó không xa. Dương Bách Xuyên thầm giật mình, cười khổ, mặc dù vậy nhưng nếu ngươi làm khó dễ, nàng cũng không kịp cứu ta. Khổng Tước Vương cười nhẹ, cho nên ngươi không cần lo lắng. Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng thấy đúng, hắn lo lắng cũng vô dụng, nếu Khổng Tước Vương thật sự muốn làm khó hắn. Dù Tử Hoàng có thủ đoạn thông thiên cũng không kịp cứu chính mình, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, Khổng Tước Vương không có ý làm khó hắn. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy yên lòng, tò mò hỏi, người phát hiện ra thân phận của chúng ta từ khi nào? Lúc ngươi ở núi chống trận, ta cũng không xác định nên trực tiếp đến yêu y quán để quan sát, ta có thiên phú thần thông có thể nhìn thẳng vào nguyên thần, cho nên ta có thể nhìn ra ngươi là nhân tộc. Khổng Tước Vương nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, hít sâu nói, vậy hiện tại ta nên gọi ngươi là Tước Nhi cô nương hay nên gọi ngươi là Khổng Tước Vương? Đối với yêu tộc, tên chỉ là một ký hiệu, tùy ngươi. Khổng Tước Vương nói. Được rồi, ta vẫn gọi ngươi là Tước Nhi cô nương đi. Vậy Tước Nhi cô nương, hiện tại có gì muốn nói cứ việc lên tiếng. Dương Bách Xuyên cũng không vòng vo, hỏi thẳng nàng ta. Khổng Tước Vương nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên một lúc. Chậm rãi nói, đầu tiên, ta không có ấn tượng tốt gì về nhân tộc các ngươi, nhưng sau khi đến thành Vạn Yêu ngươi đã mở yêu y quán chữa bệnh cứu yêu, cũng không làm ra việc gì hại đến yêu tộc, điều này làm ta tạm thời giải trừ địch ý với ngươi. Thứ hai, ngươi nói thật cho ta, tại sao ngươi lại đến dãy núi Vạn Yêu, định làm cái gì, không cần có ý nói dối ta muốn lời nói thật, nói không chừng ta có thể giữ bí mật giúp ngươi, làm ngươi tiếp tục ở lại dãy núi Vạn Yêu. Thứ ba, nói cho ta, người nói có thể tăng lên huyết mạch của ta là thật. Nói xong, Khổng Tước Vương nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết so với hai vấn đề trước, vấn đề cuối cùng của Khổng Tước Vương mới là trọng điểm. Hắn biết sinh linh tu đạo trên thế gian không vĩnh viễn trường sinh, cảnh giới tu vi cao đến mấy, nếu bị kẹt ở bình cảnh không thể đột phá, cuối cùng sẽ gặp phải đại nạn. Hắn chẩn bệnh cho Khổng Tước Vương cũng không sai. Khổng Tước Vương đã dừng ở bình cảnh rất lâu, nhìn như sinh cơ khí huyết tràn đầy, thật ra đã bắt đầu suy sụp. Nếu nàng ta thật sự không đột phá hoặc không tiến hóa huyết mạch, chỉ còn con đường chết. Cho nên khi Khổng Tước Vương hỏi vấn đề này, Dương Bách Xuyên không cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn thầm mỉm cười trong lòng, nghĩ thầm, xem ra không yêu tộc nào có thể chống cự dụ hoặc tăng huyết mạch, Khổng Tước Vương cũng không ngoại lệ. Dương Bách Xuyên mỉm cười. Hít sâu một hơi chuẩn bị trả lời đúng sự thật,
bởi vì tình huống tệ nhất bây giờ là thân phận đã bị Khổng Tước Vương nhìn thấy, không có chuyện gì tệ hơn chuyện này, còn không bằng nói thật. Đối mặt với đại yêu như Khổng Tước Vương, có đôi khi nói dối chưa chắc là chuyện tốt. Thật ra có hai nguyên nhân khi đến dãy núi Vạn Yêu, đầu tiên ta đắc tội hơn nửa thế lực của chín thánh địa tu chân giới, bọn họ muốn đuổi giết ta, ở bên ngoài Thái Hoang, dãy núi Vạn Yêu là nơi an toàn, ta vào đây là để tránh né đuổi giết. Thứ hai, nếu ngươi đã biết Thanh Ngưu, ta cũng không giấu giếm, Thanh Ngưu chính là người của tộc Long Chủng Thanh Ngưu của thành Vạn Yêu, ta đã đồng ý với Thanh Ngưu sẽ cứu tộc nhân của hắn, cũng biết được bảo khố của tộc Thanh Ngưu từ trong miệng hắn. Nói đến đây, Khổng Tước Vương gật đầu nói, ngươi nói hai lý do này cũng coi như hợp lý, chúng ta biết được ở bên ngoài dãy núi Vạn Yêu có người của Thánh Địa, hơn nữa tộc Thanh Ngưu cũng có bảo tàng, ta có thể tiếp thu hai điều này. Ngươi đến thành Vạn Yêu để tránh né đuổi giết, nhưng lại mở yêu y quán cứu chữa yêu quái, coi như lấy công chuộc tội, còn tộc Thanh Ngưu cũng coi như mâu thuẫn bên trong dãy núi Vạn Yêu. Ở thành Vạn Yêu, bốn thế lực lớn chúng ta vẫn luôn hy vọng hòa bình, nhưng năm đó Thanh Ngưu yêu tôn lại quá thân cận với nhân tộc, giao dịch với thương hội của nhân tộc, đạt được lợi ích rất lớn. Cách làm của Thanh Ngưu yêu tôn làm ba yêu tôn khác vô cùng không vui, khuyên can Thanh Ngưu yêu tôn, nhưng hắn ta vẫn làm theo ý mình, cuối cùng chúng ta sợ nếu tiếp tục như vậy dãy núi Vạn Yêu sẽ bị nhân tộc chậm rãi cắn nuốt, bất đắc dĩ mới ra tay trấn áp tộc Thanh Ngưu. Bởi vì từ trước đến nay nhân tộc các ngươi luôn coi Thái Hoang trở thành hậu hoa viên của nhân tộc, giết yêu tộc nô dịch yêu tộc thu hoạch ích lợi, mà dãy núi Vạn Yêu chính là mảnh đất bình an cuối cùng ở Thái Hoang. Vì phòng ngừa dãy núi Vạn Yêu bị nhân tộc cắn nuốt nên chúng ta mới liên hợp với nhau. Tất nhiên ta biết Thanh Ngưu yêu tôn hợp tác với nhân tộc vì muốn đột phá bình cảnh. Nếu chúng ta không đột phá lên cấp bậc thiên yêu, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể đi ra khỏi Thái Hoang, cuối cùng chỉ có thể chờ đại nạn đến. Cách làm của Thanh Ngưu không sai, nhưng chúng ta cũng phải suy xét cho con dân yêu tộc, nhân tộc các ngươi tàn sát yêu tộc quá mức, muốn ra khỏi Thái Hoang chỉ có hai con đường, một là đột phá lên cấp bậc thiên yêu, hai là thần phục nhân tộc, bị nhân tộc nô dịch. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu không? Dương Bách Xuyên nghe xong mới biết năm đó tộc Thanh Ngưu bị trấn áp bởi vì xung đột chủng tộc, cũng vì tự bảo vệ mình. Thật ra Dương Bách Xuyên hoàn toàn có thể hiểu được những gì Khổng Tước Vương nói, ở trong mắt rất nhiều nhân tộc, yêu tộc chính là tài nguyên tu luyện, Khổng Tước Vương và mấy đại yêu tôn chu sát Thanh Ngưu cũng coi như tự bảo vệ mình. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn chưa rõ một điều, đó là đến giờ dãy núi Vạn Yêu vẫn bị bốn đại yêu tôn khống chế, tiếp tục giao dịch với thương hội nhân tộc. Không nhịn được hỏi, nếu các ngươi trấn áp tộc Long Chủng Thanh Ngưu vì kéo khoảng cách với nhân tộc, nhưng theo ta được biết, hiện tại thành Vạn Yêu vẫn nằm trong sự khống chế của bốn yêu tôn các ngươi, còn làm giao dịch với nhân tộc, cho nên cách làm này có gì khác với tộc Thanh Ngưu không? Khổng Tước Vương nghe ra được sự khinh thường trong giọng nói của Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không tức giận, cười khổ nói, đây là vấn đề lợi ích, hay nói đúng hơn là dục vọng. Xét đến cùng cũng vì đột phá bình cảnh. Năm đó sau khi trấn áp tộc Thanh Ngưu, bốn đại yêu tôn chúng ta chuẩn bị xua đuổi thương hội nhân tộc, nhưng cuối cùng ba đại yêu tôn khác, thậm chí là ta cũng không chống cự được sức hút của đan dược nhân tộc. Chúng ta đều biết đan dược của nhân tộc là chí bảo, có vài đan dược có thể tăng lên cảnh giới tu vi, mọi người đều nghĩ cách có thể đột phá bình cảnh, cho nên... Dương Bách Xuyên tiếp lời nàng ta, cho nên các ngươi liền tiếp nhận giao dịch giữa tộc Thanh Ngưu và thương hội nhân tộc, hy vọng có thể đạt được một lượng lớn đan dược từ nhân tộc để đột phá bình cảnh, nhưng hơn 3.000 năm trôi qua, nhân tộc chưa từng cho các ngươi đan dược đột phá đúng không? Khổng Tước Vương chua xót gật đầu, coi như thừa nhận. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, hắn là nhân tộc nên rất hiểu biết nhân tộc, đám yêu tộc như Khổng Tước Vương muốn lợi dụng nhân tộc để đạt được đan dược đột phá. Sao nhân tộc lại không lợi dụng yêu tộc để đạt được thiên tài địa bảo chứ? Đừng nói đến việc nhân tộc không đưa đan dược đột phá cho yêu tộc cấp đại yêu như Khổng Tước Vương, cho dù có, đám thương hội kia cũng sẽ không đưa ra. Nếu thật sự làm mấy đại yêu đột phá, bọn họ còn lấy tài nguyên tu luyện rồi rào từ dãy núi Vạn Yêu kiểu gì? Nhiều nhất là nộp lên mấy viên đan dược cấp thấp lừa dối yêu tộc. Được, nói đến vấn đề cuối cùng đi. Chỉ cần không tổn hại đến ích lợi của yêu tộc ở dãy núi Vạn Yêu, hoặc thương tổn yêu tộc, ta không quan tâm mấy thứ khác, thậm chí có thể giữ bí mật cho ngươi, yểm trợ giúp ngươi trước mặt ba đại yêu tôn khác, nhưng ngươi cần phải trả giá vì ta che giấu giúp ngươi. Bây giờ ta muốn biết câu nói ngươi có thể tăng lên huyết mạch lúc trước có thật hay không.
Khổng Tước Vương nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên với ánh mắt nóng rực gấp gáp. Dương Bách Xuyên mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, ta có thể rằng trong thiên hạ này, nếu nói ai có thể tăng cường huyết mạch cho yêu tộc các ngươi thì người đó nhất định là Dương Bách Xuyên ta. Dương Bách Xuyên là tên thật của ta, Dương có nghĩa là cây liễu, không phải Dương mang nghĩa con dê trong tên giả, Dương Bách Xuyên. Khổng Tước Vương đối đãi với ta một cách thẳng thắn, vậy thì ta cũng nói thật với ngươi, mặc dù ta không dám chắc 100% có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, nhưng ta dám đảm bảo chắc chắn có thể giúp huyết mạch của ngươi tiến hóa một phần, tuyệt đối không nói dối. Dương Bách Xuyên dừng lại giây lát, nhìn Khổng Tước Vương xinh đẹp rồi mới nghiêm túc nói, chúng ta có thể lập lời thề thiên đạo vĩnh viễn không đối địch. Ngươi giúp ta che giấu thân phận, che chở cho yêu y quán của ta, giúp ta giải cứu tộc nhân tộc Thanh Ngưu và lấy được bảo tàng của tộc Thanh Ngưu. Ta giúp ngươi tăng cường huyết mạch, ngươi thấy sao? Khổng Tước Vương chăm chú nhìn Dương Bách Xuyên, hai mắt không ngừng lấp lóe. Nàng ta biết nếu Dương Bách Xuyên thật sự có thể tăng cường huyết mạch của nàng ta thì cho dù cảnh giới tu vi không đột phá cũng không sao, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Yêu tộc quan trọng nhất là huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch tăng tiến thì mọi phương diện đều tăng. Khổng Tước Vương nhìn Dương Bách Xuyên, rất muốn nhìn ra được điều gì đó từ gương mặt của hắn. Tăng cường huyết mạch rất khó, khó như lên trời vậy, làm gì dễ dàng như thế. Nhưng nàng ta không nhìn ra bất cứ điều gì bất thường từ trên mặt Dương Bách Xuyên, hai mắt hắn vô cùng trong trẻo và nghiêm túc. Trực giác mách bảo Dương Bách Xuyên nói thật. Thật ư? Mãi lâu sau Khổng Tước Vương mới lên tiếng. Ta có thể lập lời thề thiên đạo, Dương Bách Xuyên nói. Tăng cường bằng cách nào? Lúc này, Khổng Tước Vương đã có phần tin tưởng. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, ta ắt có cách, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta có thể làm được. Đương nhiên hắn sẽ không lấy nước sinh mệnh ra ngay bây giờ, lại càng không nói cho Khổng Tước Vương bí mật của nước sinh mệnh. Khổng Tước Vương ngẫm lại lời nói của Dương Bách Xuyên. Hắn đến thành Vạn Yêu là để tránh né nhân tộc, là vì tộc Thanh Ngưu và bảo tàng của tộc Thanh Ngưu. Lý do này có thể tin được. Trên thực tế, tứ đại yêu tôn bọn họ cũng từng lăm le bảo tàng của tộc Thanh Ngưu, mục đích là tìm thiên tài địa bảo trong bảo tàng của tộc Thanh Ngưu để đột phá. Nhưng Khổng Tước Vương biết cho dù lấy được bảo tàng của tộc Thanh Ngưu đi chăng nữa, thì bọn họ cũng chỉ lấy được một ít thiên tài địa bảo là cùng. Nếu trong bảo tàng của tộc Thanh Ngưu có phương pháp đột phá thiên yêu, thì đại yêu tôn Thanh Ngưu đã đột phá từ lâu rồi, sẽ không bị bọn họ trấn áp. Và lại hơn 3.000 năm qua, tứ đại yêu tộc bọn họ chỉ tìm được địa điểm của bảo tàng tộc Thanh Ngưu, hoàn toàn không mở ra được. Điều kiện của Dương Bách Xuyên là yêu cầu nàng ta che chở cho yêu y quán, giúp hắn giữ bí mật thân phận nhân tộc, giúp hắn giải cứu tộc nhân tộc Thanh Ngưu đang bị giam giữ và lấy được bảo tàng của tộc Thanh Ngưu. Thật ra so với việc tăng cường huyết mạch cho nàng ta, điều kiện này chỉ là muỗi. Tuy nhiên, Khổng Tước Vương vẫn không thể tin tưởng Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là Dương Bách Xuyên nói về chuyện tăng cường huyết mạch quá nhẹ nhàng khiến nàng ta không dám tin bừa. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng là nhân tộc, yêu tộc bọn họ bị vây hãm trong Thái Hoang cũng là vì phong ấn của nhân tộc. Vì vậy, cho dù Dương Bách Xuyên nói là có thể lập lời thề thiên đạo, nàng ta vẫn không dám nhẹ dạ tin tưởng Dương Bách Xuyên. Nếu nàng ta đồng ý với Dương Bách Xuyên thì chẳng khác nào đối địch với ba đại yêu tôn khác, ba người kia nào phải đèn cạn dầu. Nhất thời Khổng Tước Vương không thể hạ quyết tâm. Nhưng chuyện tăng cường huyết mạch quá hấp dẫn, thật sự là nàng ta không thể từ chối được. Khổng Tước Vương nhìn Dương Bách Xuyên, rất muốn trấn áp rồi siêu hồn Dương Bách Xuyên ngay lập tức, để xem rốt cuộc hắn có cách gì làm tăng cường huyết mạch của yêu tộc. Nhưng nàng ta cũng biết có một số bí pháp không phải cứ siêu hồn là lấy được, có khả năng sẽ tự hủy trong lúc siêu hồn. Lại thêm nữ tử tên Tử Hoàng đi theo cách Dương Bách Xuyên không xa, thần thông thiên phú của nàng ta không thể nhìn thấu người này, đây chắc chắn là cường giả, hoặc có thể nói là yêu tộc có thiên phú dị bẩm. Do đó, Khổng Tước Vương không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa, nàng ta biết dùng sức mạnh chưa chắc là chuyện tốt, không khéo còn vĩnh viễn đánh mất cơ hội tăng cường huyết mạch ngàn năm có một. Nàng ta không dám ra tay với Dương Bách Xuyên, không dám đánh cược. Thật ra sự lựa chọn tốt nhất là chấp nhận điều kiện của Dương Bách Xuyên và hợp tác với hắn. Nghĩ tới đây, Khổng Tước Vương nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên và nói, trước giờ ta không tin tưởng nhân tộc, nhưng trong trực giác của ta, ngươi là người không tệ. Mặc dù điều kiện của ngươi rất hấp dẫn,
song tạm thời ta không thể quyết định ngay được. Bởi vì một khi ta lựa chọn đồng ý với ngươi tức là ta phải đối mặt với lửa giận của ba đại yêu tôn khác. Thế này nhé, 3 tháng sau nếu ngươi dám đến núi khổng tước của ta thì chúng ta bàn tiếp được chứ? Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ cuối cùng Khổng Tước Vương lại đi một nước cờ xoay chuyển tình thế. Hắn cũng biết bây giờ mà bảo Khổng Tước Vương tin tưởng mình là chuyện không thể nào, dù sao hắn cũng là nhân tộc, cho dù hắn có lập lời thề thiên đạo cũng không thể nhận được sự tin tưởng của Khổng Tước Vương. Cuối cùng Khổng Tước Vương yêu cầu hắn đến núi Khổng Tước, đây là một khảo nghiệm, cũng là lời đe dọa. Nhưng suy cho cùng thì thật ra Khổng Tước Vương đã dao động rồi, nếu không nàng ta sẽ trở mặt chứ không bảo hắn 3 tháng sau đến núi Khổng Tước. Có thể tưởng tượng được chuyến đi tới núi Khổng Tước cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu 3 tháng sau hắn không đi thì sự việc sẽ khác, chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc tấn công mang tính hủy diệt của yêu tộc trên khắp dãy núi Vạn Yêu. Hắn không đi thì Khổng Tước Vương sẽ vạch trần thân phận của hắn, cho rằng hắn không có biện pháp tăng cường huyết mạch. Về điều kiện này của Khổng Tước Vương, dù Dương Bách Xuyên có muốn hay không thì hắn cũng phải đồng ý. Dương Bách Xuyên cười gượng, có gì đâu mà dám hay không dám chứ. Vậy thì chốt, 3 tháng sau ta sẽ đến núi Khổng Tước, nhưng hy vọng trước lúc đó Khổng Tước Vương có thể. Ta biết, 3 tháng này cũng là thời gian để ta cân nhắc. Ngươi yên tâm, trong vòng 3 tháng, ngươi và mỗi người trong yêu y quán của ngươi đều bình an. Nhưng nếu 3 tháng sau ngươi không xuất hiện ở núi Khổng Tước thì đừng trách ta. Cho ngươi cái này. Nói xong Khổng Tước Vương đưa cho Dương Bách Xuyên một sợi lông Khổng Tước xem như tín vật. Sau đó, nàng ta cười khẽ, Dương Bách Xuyên, 3 tháng sau bản tôn sẽ quét dọn nhà cửa sạch sẽ tiếp đón ngươi ở núi Khổng Tước. Ngươi đừng để bản tôn thất vọng, tiễn đến đây thôi. Dương Bách Xuyên ngây ngẩn nhìn nụ cười nhẹ của Khổng Tước Vương, cảm thấy nụ cười của đối phương khiến đất trời phai sắc. Hắn nhìn theo bóng lưng Khổng Tước Vương rời đi, kìm lòng không đậu nói, 3 tháng sau không gặp không về. Chấm. Khổng Tước Vương đi rồi, Tử Hoàng bước đến, chủ nhân, ngươi thật sự muốn đến núi Khổng Tước gặp cô nàng Khổng Tước kia ư? Ta và Khổng Tước có giao ước, 3 tháng sau nhất định phải đi. Dương Bách Xuyên cũng hơi cay cú, thầm nghĩ ta hơi chột dạ khi phải đến xào huyệt của đại yêu tôn đấy, ai mà biết được rốt cuộc Khổng Tước Vương nghĩ gì. Chủ nhân đừng để vẻ bề ngoài xinh đẹp của Khổng Tước mê hoặc, rõ ràng là ả có âm mưu. Tử Hoàng nhắc nhở. Dương Bách Xuyên thở dài, nếu đấu với Khổng Tước Vương, người có nắm chắc phần thắng không? Một chọi một thì ta nắm chắc, dù sao tu vi của ta cũng mạnh hơn ả. Nhưng nếu đến xào huyệt của Khổng Tước Vương thì ta không dám đảm bảo. Tộc Khổng Tước mang huyết mạch của thần điểu Phượng Hoàng, thần thông thiên phú rất cao, không dễ đối phó. Tử Hoàng trả lời đúng sự thật. Được rồi, đi thôi, lát nữa sẽ bàn bạc kỹ hơn. Hiện giờ chúng ta đang bị nàng ta nắm thóp. Không đi không được. May mà ta có thứ Khổng Tước Vương cần, hẳn là không sao đâu. Trong thời gian tới, mấy người các ngươi hãy đẩy nhanh chuyện khiêu chiến. Thời gian càng dài thì càng lắm rắc rối, chỉ cần chúng ta khống chế được 1/3 thế lực ở dãy núi Vạn Yêu là có thể đứng vững gót chân. Phía Khổng Tước Vương chưa chắc không phải là một cơ hội. Tên họ Dương nào đó lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng. Chấm. Sau khi về đến yêu y quán, Dương Bách Xuyên tuyên bố tạm dừng nghiệp vụ khám bệnh của yêu y quán, dặn dò Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị lựa chọn thật kỹ đệ tử gia nhập yêu y quán. Hắn muốn bế quan luyện đan cho đám Thanh Ngưu. Trước khi bế quan, Dương Bách Xuyên giao pháp trưởng Vạn Linh cho Lục Yên Chi. Lục Yên Chi muốn khiêu chiến các yêu vương dãy núi Vạn Yêu, tuy Dương Bách Xuyên tôn trọng sự lựa chọn của nàng nhưng vẫn không yên tâm. Mà pháp trưởng Vạn Linh lại trời sinh tương khắc với yêu tộc. Có nó sẽ giúp ích rất lớn cho Lục Yên Chi, như vậy hắn cũng yên tâm. Nửa tháng sau, Dương Bách Xuyên luyện đan xuất quan, đưa cho Thanh Ngưu, Tử Hoàng, Lục Yên Chi và Hùng Bất Nhị một lượng lớn đan dược và bảo bọn họ đi khiêu chiến các yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 114.